Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 63. Đang lúc có rất nhiều người kinh ngạc thiên phú luyện dược của Sở Linh Nhi khủng bố, còn có một số người trong lòng đã chờ mong người thông cửa vòng thứ nhất. Vài ngày qua, đây một mực là một điều bí ẩn trong lòng đám người, bây giờ bí ẩn rốt cuộc giải khai, trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương. Trong ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, phía trên vạn thánh dược các rốt cuộc bắn xuống một vệt sáng cuối cùng, giống như một cột nước bạch sắc to lớn, vô cùng tráng kiện cùng sáng chói. Bạch sắc quang mang thập phần chói mắt, nhưng giờ phút này tất cả mọi người tận lực mở ra hai mắt, sợ bỏ lỡ một khắc lịch sử này. Rốt cuộc là ai? Đám người nín thở ngưng thần, lặng lặng nhìn chằm chằm đạo bạch sắc lưu quang rơi xuống. Hô, quang mang đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Sau một khắc tất cả mọi người ở đây đều trợn to hai mắt, dường như bị điện giật cứng tại chỗ. Sở Vân Phi cùng Mộ Dung Lãng Trần đám người càng bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, đều là vẻ sợ hãi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng là ngươi. Sở Vân Phi gần như điên cuồng hét giận dữ, con người hắn đang theo dõi Tiêu Phàm cách đó không xa. Vì cái gì không thể là ta? Thần sắc Tiêu Phàm đạm nhiên, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ hai chữ to màu vàng. Cùng số lượng không giống, lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Phàm là hai chữ, thông cửa, hơn nữa phơi bày kim sắc, đây chính là sự tình cho tới bây giờ không có. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng khẩn trương, cũng may Lục Bá Hậu không có hẹp hòi hủy bỏ tư cách của hắn như hắn tưởng tượng. Đây là, đột nhiên, Tiêu Phàm cảm giác huyết mạch vậy mà thêm một cỗ năng lượng huyền diệu, đoàn năng lượng này vậy mà ẩn chứa dược lực bàng bạc. Dược lực, chẳng lẽ, Tiêu Phàm mạnh mẽ chấn kinh. Tựa như nhớ tới cái gì, trong lòng kinh ngạc nói, lúc trước dược lực trong thể nội huyết mạch tiểu ngũ không phải liền là loại này à, chỉ là dược lực so với tiểu ngũ lúc trước cường đại hơn quá nhiều. Nói không chấn kinh là không có khả năng, phải biết, quan tiểu thất bởi vì quanh năm suốt tháng nuốt linh dược, huyết mạch hắn đã gần như bách độc bất xâm. Mà hiện tại hắn vậy mà cũng có thể được loại lực lượng này, trong lòng Tiêu Phàm đã kích động không kềm chế được. Trong đầu Tiêu Phàm vang lên sấm quan lúc trước bạch y nữ tử cùng hắn nói chuyện, thông qua 100 cửa có lẽ có kinh hỉ không ít. Rất hiển nhiên đây chính là kinh hỉ cho hắn, bất quá hiện tại Tiêu Phàm tạm thời không có thời gian quản nhiều như vậy, chỉ có thể mặc cho huyết dịch tự động luyện hóa. Khi hắn lấy lại tinh thần, thanh âm toàn trường sôi trào truyền vào trong lỗ tai Tiêu Phàm. Thông cửa vậy mà thực sự là kiếm hồng trần, lúc đầu hắn không phải nói đùa, đây là thật. Kẻ này nhất định chính là đồ biến thái, chiến lực có thể so với yêu nghiệt, trình độ luyện dược càng thêm yêu nghiệt, phóng nhãn chiến hồn đại lục lại có mấy người. Nghe nói Tu La Điện Chủ đã xuất thế, có lẽ loạn thế sắp xảy ra, trước loạn thế là một mảnh thịnh thế, kẻ này chính là người nổi bật bên trong thịnh thế, vì nghênh đón loạn thế mà sinh. Rất nhiều tu sĩ thế hệ trước cảm thán, ánh mắt trẻ tuổi một đời nhìn về phía Tiêu Phàm cũng thay đổi, trước đó còn là khinh thường. Nhưng hiện tại có chỉ là kính sợ. Nếu như ngay cả Tiêu Phàm đều xem thường, bọn hắn đều không bằng Tiêu Phàm. Thật chẳng lẽ không bằng phế vật? Sở Vân Phi, Mộ Dung Lãng Trần, Sở Hinh đám người trầm mặc không nói, sắc mặt khó xử tới cực điểm, nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không để ý tới bọn hắn, thậm chí liền nhìn đều không nhìn một chút, cái này khiến Sở Vân Phi bọn hắn thần sắc càng thêm khó xử. Tựa như bọn hắn ở trong mắt Tiêu Phàm cũng chỉ là vai hề nhảy nhót. Trên thực tế cũng là như thế, ở trong mắt Tiêu Phàm, bọn hắn chỉ là một nhóm châu chấu lanh lợi, trừ Sở Vân Phi, những người khác tiện tay có thể diệt. Phía trên không trung, Sở Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão hai người cao mày, con người gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn đem hắn nhìn thấu. Đáng tiếc, làm hai người thất vọng là Tiêu Phàm bình tĩnh vô cùng. Nếu là đổi lại một người khác đoán chừng đã sớm kích động tột đỉnh. Thật chẳng lẽ như hề lão đầu nói, chỉ có hắn có thể cứu Sở ra. Sở Lăng Tiêu mặt âm trầm. Trước đó hắn căn bản không tin hề lão nói, nhưng hiện tại hắn lại không còn hoài nghi. Một kẻ có thể thông quan khảo hạch vòng thứ nhất làm sao có thể đơn giản đây. Đại trưởng lão còn tốt hơn một chút, bất quá cũng hết sức kinh ngạc. Trước đó Tiêu Phàm dạy hắn phương pháp phân rõ cốt linh còn quanh quẩn trong đầu hắn. Bất quá tam trưởng lão sau lưng hắn lại hơi hơi run rẩy, nàng hoàn toàn không nghĩ tới thông cửa lại là tiểu tử Tiêu Phàm này. Tiêu Phàm đăng ký xong, Sở Thanh Nguyên mới hồi phục tinh thần lại,
hét to nói, hiện tại bắt đầu vòng thứ hai, vào vạn thánh dược các. Vừa dứt lời, đám người nhao nhao hướng về vạn thánh dược các bay đi, đây cũng là chỗ công bằng nhất vạn thánh dược điển, người bình phán chính là chư thánh. Tiêu Phàm ngẫm lại vẫn là bay lên, lúc này, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm. Kiếm Hồng Trần, năng lực ngươi biết dược, biện dược là không tồi, nhưng khảo nghiệm vòng thứ hai là năng lực thực tiễn một người, ta thất bại, nói cho thế nhân, Kiếm Hồng Trần ngươi chỉ bất quá là dược đồng giỏi mà thôi. Thanh âm thô kệch mà phẫn nộ quanh quẩn ở trên không, chỉ thấy Sở Vân Phi lộ ra vẻ dữ tợn, gân xanh trên trán ngọ nguậy, thần sắc băng lãnh nhìn Tiêu Phàm. Đại thiếu nói không sai, lần trước hắn có thể đánh bại ta là bởi vì hắn năng lực phân rõ dược tài, nhưng cửa thứ hai luyện đan hắn không dám tham gia, tài luyện đan khẳng định không tốt lắm. Sở Hinh phụ họa nói, có lẽ ngay cả ta đều có thể tùy tiện trà đạp hắn. Mộ Dung Lãng Trần cũng chen lời nói, ta chờ các ngươi trà đạp. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn ba người, hắn thiếu chút thì cười ra, ba người này thấy thế nào đều là cá mè một lứa, hiện tại kiếm cớ an ủi lẫn nhau. Muốn nói luyện đan chi thuật, Tiêu Phàm vẫn cực kỳ tự tin, nhất là hiện tại đột phá đến chiến thánh trung kỳ. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sở Vân Phi hừ lạnh một tiếng. Hắn thập phần khó chịu bộ dáng Tiêu Phàm vân đạm phong khinh kia. Mấy người khác cổ quái nhìn Sở Vân Phi, tài luyện đan Sở Vân Phi bọn hắn ngược lại là nghe nói qua, nhưng Tiêu Phàm có thể yếu hơn sao? Một người có thể thông cửa vòng thứ nhất cũng sẽ không kém. Trong lòng Lăng Ngạo càng là lẩm bẩm, coi như tài luyện đan của Kiếm Hồng Trần không được tốt lắm, hắn cũng là khắc tinh Mộ Dung Lãng Trần ngươi cũng khó trách Lăng Ngạo nghĩ như vậy. Mộ Dung Lãng Trần mỗi lần gặp Tiêu Phàm đều không có chuyện gì tốt, nhất định sẽ không may. Bất chi bất giác, đám người lần nữa đi tới trước cửa vạn thánh dược các, trong lòng hơi hơi ngưng tụ, bất quá khiến bọn họ rất ngạc nhiên là lần này vậy mà không phải xuất hiện ở trong không gian bạch sắc nhỏ. Mà là tại một mảnh quảng trường khổng lồ, chung quanh vây đầy quang ảnh, một cỗ khí tức như có như không từ quang ảnh kia tản ra. Đám người cảm thụ đến một cỗ áp lực thật lớn. Thậm chí có chút không thở nổi, những cái bóng kia không phải ai khác, chính là chư thánh vạn thánh dược các. Tại chung quanh quảng trường trưng bày từng tôn luyện dược đỉnh, nhiều đến 100 tôn, xung quanh luyện dược đỉnh trưng bày không ít dược tài. Rất nhiều người trong lòng cực kỳ không thể bình tĩnh, vạn thánh dược các rõ ràng là hư ảnh, tại sao nơi này lại là một mảnh thế giới chân thật? Còn nói vạn thánh dược các chỉ là một truyền tống trận, đem bọn hắn truyền tống đến một vùng không gian khác. Nghĩ vậy, rất nhiều người trong lòng vô cùng khẩn trương. Yên lặng, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, trong chớp mắt, đám người câm như hến, nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, trên quảng trường xuất hiện một đạo thân ảnh áo đen, cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy, đám người vội vàng đóng chặt miệng. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, sắc mặt Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, trong lòng thầm mắng không thôi, đồng thời. Đạo thân ảnh áo đen kia cũng nhìn thấy hắn, nhếch miệng cười tà. Thân ảnh áo đen không phải người khác, chính là Lục Bá Hậu trước đó bị Tiêu Phàm giận mắng một trận. Vòng thứ hai bắt đầu. Lục Bá Hậu thản nhiên nói, đưa tay một hồi, trên quảng trường lập tức gió xoáy vân dũng, vô số điểm sáng từ trong tay hắn gào thét mà ra. Cùng lúc đó, trên quảng trường đột nhiên xuất hiện một cái thạch đài to lớn, bệ đá nhanh chóng chuyển động. Từng đạo hào quang từ bên trên tản ra. Nhìn kỹ, trên bệ đá trưng bày đủ loại dược tài, tản ra nồng đậm mùi thuốc, rất nhiều người nhìn thấy những dược tài kia, trong mắt lập tức nổi lên quang mang. Trời ạ, đó lại là cửu phẩm hoàng viêm huyết tâm chi, cái này sớm đã tuyệt tích ngàn năm. Đó là tuyệt hồn thảo, ta chỉ thấy trong một bản cổ tịch cũ nát, chỉ bằng vào mùi thuốc, chí ít cũng có ngàn năm. Ta thấy cái gì? Kia không phải bạo long tham à, nghe nói có thể dung luyện long chi huyết mạch, rèn luyện thể phách vô địch. Ánh mắt đám người nhao nhao rơi vào phía trên bệ đá, trợn mắt hốc mồm nhìn qua nơi đó, trong mắt đều là vẻ khó tin. Trên bệ đá có rất nhiều loại linh dược sớm đã tuyệt tích, nhưng mà hôm nay vậy mà ở chỗ này nhìn thấy, như thế nào khiến bọn hắn không kinh ngạc. Rất nhiều người đã ma quyền sát trưởng, bọn hắn biết rõ quy củ tranh tài vòng thứ hai, chính là luyện đan. Mỗi người đều có một cơ hội luyện đan, bất quá, chỗ dược tài luyện đan dược nhất định phải từ trên bệ đá lấy được,
Đương nhiên, muốn có được dược tài phẩm giai cao cũng nhất định phải cần thực lực tương ứng. Đây cũng là một phân đoạn trọng yếu ở vòng thứ hai, chính là đoạt dược. Nhìn đám người dục dịch, thần sắc Lục Bá Hậu đạm mạc, coi thường, chậm buông tay xuống, cùng lúc đó, bệ đá cũng ngừng chuyển động. Nơi này hết thảy có 81 loại dược tài, mỗi người nhiều nhất có thể chọn 9 loại, mỗi loại dược tài không thể vượt qua một lượng, sau đó luyện chế một viên đan dược, thời gian không hơn một canh giờ. Mặt khác lựa chọn lấy dược tài đều phải dùng luyện chế đan dược, chỗ luyện đan dược phẩm giai càng cao, thời gian càng ngắn, được điểm tích lũy càng nhiều. Lục Bá Hậu nhìn về phía đám người mở miệng nói. Lần trước không phải có thể luyện chế nhiều đan dược à, lần này làm sao chỉ cần luyện chế một viên. Đám người kinh ngạc nhìn Lục Bá Hậu, bất quá cũng không dám phản bác. Rất nhiều người sắc mặt khó nhìn, một mai đan dược và nhiều viên đan dược, đây chính là hoàn toàn không giống. Bởi vì người ở đây có chiến thánh cảnh, có chiến đế cảnh, đừng nói trình độ luyện chế đan dược chênh lệch rất lớn, chính là cướp đoạt dược tài đều là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như là luyện chế nhiều viên đan dược mà nói, mỗi một viên đan dược là hơn gấp đôi điểm tích lũy, dù là luyện chế đan dược phẩm giai không bằng luyện dược sư cao giai, nhưng bọn hắn cũng có thể thắng về số lượng. Dù sao, số lượng luyện chế đan dược cao giai nhất định là không bằng đan dược cấp thấp, hơn nữa, thời gian luyện chế đan dược cao giai rất dài, một khi vượt qua một canh giờ, vậy tương đương với thất bại, còn không bằng luyện chế đan dược cấp thấp. Nhưng hiện tại quy củ thay đổi, tất cả mọi người chỉ cần luyện chế một viên đan dược, hơn nữa phân lượng dược tài cũng có hạn, đây đối với tu sĩ thấp giai mà nói là cực kỳ bất lợi. Luyện dược sư cao giai vì giảm xuống phong hiểm có lẽ sẽ chọn luyện chế đan dược cấp thấp, vô luận như thế nào đều ở thế bất bại. Tiêu Phàm liếc nhìn lấy dược tài phía trên bệ đá, trong mắt lóe lên từng đạo quang mang dị dạng, sau đó quay người nhìn về phía Lục Bá Hậu, lại phát hiện Lục Bá Hậu đang nhìn hắn, tràn ngập vẻ đăm chiêu. Cái lão gia hỏa này không phải là cố ý lừa ta chứ? Tiêu Phàm thầm mắng, thực lực hắn bất phàm, bên trong tất cả mọi người hẳn là xem như hiếm có. Lấy thực lực hắn, muốn cướp đoạt dược tài phẩm cấp cao là không có áp lực chút nào, nhưng mấu chốt là Tiêu Phàm cảm giác những dược tài kia rất có vấn đề. Được những dược tài cao giai đó rất có thể tạo thành luyện đan thất bại, mặc dù Tiêu Phàm tạm thời cũng không biết nguyên nhân gì nhưng trong lòng hắn có loại trực giác này. Nhất là câu, lựa chọn lấy dược tài đều phải dùng để luyện chế đan dược, nhất định chính là một cái hố to. Nếu như những dược tài cao giai đó có vấn đề mà nói, dùng luyện chế đan dược thành công, vậy cơ hồ là không có khả năng. Đương nhiên, không có khoảng cách gần quan sát những linh dược kia trước, Tiêu Phàm cũng không dám hoàn toàn xác định. Mặt khác, Tiêu Phàm quét những luyện dược đỉnh đó một cái, phát hiện những luyện dược đỉnh vẻn vẹn chỉ là thất phẩm hồn binh. Thất phẩm hồn binh nếu như dùng để luyện chế bát phẩm đan dược, thậm chí cửu phẩm đan dược mà nói, xác suất thành công sẽ giảm mạnh, hậu quả thất bại, vô cùng có khả năng bị đào thải. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tại trong mắt phần lớn người, quy tắc vòng thứ hai có lợi cho tu sĩ cao giai, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, tu sĩ thấp giai ngược lại chiếm cứ lấy ưu thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tu sĩ cao giai nhìn không ra vấn đề những linh dược cao giai đó, bằng không mà nói. Tu sĩ cao giai vẫn mạnh hơn tu sĩ thấp giai. Quy tắc vòng thứ hai nhìn như đơn giản, nhưng thật muốn luyện chế ra đan dược lý tưởng vẫn là cực kỳ khó khăn. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Ta tuyên bố, vòng thứ hai chính thức bắt đầu. Lục Bá Hậu căn bản không cho đám người nhiều cơ hội suy nghĩ, hắn giơ tay vung lên, một cái nến thơm to lớn cắm ở phía trên quảng trường. Hoàng Viêm huyết tâm chi là của ta. Lục Bá Hậu vừa dứt lời. Đám người nhao nhao xông ra, không muốn sống hướng về bệ đá bắn ra, bọn hắn trước tiên đều muốn có được cao giai linh dược. Bởi vì linh dược bát phẩm trở lên đều là duy nhất, chỉ có linh dược phía dưới thất phẩm là nhiều, nếu như có thể được một gốc linh dược bát phẩm trở lên, lúc luyện đan vô cùng có khả năng tăng lên một cấp độ. Lúc này, thực lực tu sĩ cao giai phát huy vô cùng tinh tế, xông lên phía trước nhất là Sở Vân Phi. Hắn là chiến thánh cảnh hậu kỳ ở chỗ này cơ hồ không ai là địch. Sở đại thiếu quá không đem người để ở trong mắt. Mắt thấy Sở Vân Phi sắp lấy được Hoàng Viêm huyết tâm chi, một đạo cười nhạt vang lên. Ngay sau đó, một đạo trưởng cương từ phía sau đánh tới, thẳng đến hậu tâm Sở Vân Phi. Sắc mặt Sở Vân Phi không đổi,
đưa tay chính là một chưởng nghênh đón, khi thấy người khác tập kích, hai mắt Sở Vân Phi muốn nứt, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới mấy điểm. Kiếm Hồng Trần, chết đi! Sở Vân Phi nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm chi lực bá đạo dị thường, mãnh liệt. Trước đó ngươi không giết chết ta, hiện tại ngươi không có cơ hội. Thần tình Tiêu Phàm lạnh nhạt, trưởng cương cùng Sở Vân Phi đâm vào cùng một chỗ. Hai người mãnh liệt đâm vào cùng một chỗ, tiếng vang cực lớn quanh quẩn hư không, hồn lực ba động cuồn cuộn bành trướng, không ít tu sĩ cấp thấp bốn phía trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Những người khác không chút do dự hướng về bốn phía thối lui, không dám nghênh đón phong mang, bên trong ánh mắt đám người kinh hãi, Sở Vân Phi phun ra một đạo máu tươi, thân thể lui lại ba bước. Mà Tiêu Phàm lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẻn vẹn trên mặt có chút ửng hồng. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Sở Vân Phi trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Mấy ngày trước đó, hắn áp chế tu vi còn có thể cùng Tiêu Phàm không phân trên dưới, nhưng không qua bao lâu, Tiêu Phàm vậy mà cường đại như thế, dù là hắn không áp chế tu vi cũng bị đẩy lui ba bước. Mặc dù vừa nãy cũng không phải toàn bộ thực lực hắn, nhưng ai biết rõ vừa nãy có phải ranh giới cuối cùng Tiêu Phàm hay không? Là ngươi quá yếu, Sở đại thiếu. Tiêu Phàm mỉm cười, mặt ngoài thập phần đạm nhiên, nhưng trong lòng lại cực kỳ không bình tĩnh, ngưng tiếng nói. Trong lòng Tiêu Phàm kinh hãi vô cùng, hắn vừa mới chỉ thử nghiệm lực lượng tiểu thiên địa một cái, lại trực tiếp đem Sở Vân Phi cho lui, hơn nữa hắn còn không có thi triển toàn bộ thực lực bản thân. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, nếu như bản thân toàn lực ứng phó mà nói, có thể cường đại đến cấp độ gì. Có lẽ mạnh như Sở Vân Phi cũng có khả năng một kích đánh bay. Bất quá Sở Vân Phi dù sao cũng là thập đại yêu nghiệt, vừa nãy khẳng định không phải toàn bộ thực lực của hắn, hơn nữa đến cảnh giới này làm sao cũng sẽ có thủ đoạn áp đáy, nếu thật liều mạng mà nói, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm. Mặc dù tạm thời đẩy lui Sở Vân Phi nhưng hắn vẫn không dám tự mãn, bằng không ăn thiệt thòi còn là hắn. Ta quá yếu, ha ha, hay cho Kiếm Hồng Trần, người thật sự cho rằng đẩy lui ta liền thắng. Sở Vân Phi ngửa mặt lên trời cười giận dữ, từng ấy năm tới nay còn không người nào dám nói hắn yếu. Tiêu Phàm tuyệt đối là kẻ thứ nhất, hơn nữa từ khi Tiêu Phàm xuất hiện ở cổ thành Sở gia, hắn vẫn ăn thiệt thòi, khẩu khí này Sở Vân Phi không có khả năng nuốt xuống. Thắng hay không thắng được người ta không biết, nhưng ta biết rõ, người khẳng định không thắng được ta. Thần tình Tiêu Phàm lạnh nhạt, hai người đứng sừng sững đối lập trong hư không, cùng Hoàng Viêm huyết tâm chi cách xa nhau không sai biệt lắm. Ai cũng không có bắt đầu động thủ, một canh giờ đối với hai người mà nói đều hết sức sung túc, bất quá tu sĩ khác khả năng liền không may. Bởi vì hai người bọn hắn không động, những người khác cũng không dám động. Nếu như bị Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi đồng thời để mắt tới, vậy đơn giản cùng chết không có gì khác biệt. Lông mày Sở Vân Phi xúc động, hắn suy nghĩ tính chân thực lời nói của Tiêu Phàm, hắn đối với thực lực bản thân vẫn cực kỳ tự tin, giết chết Tiêu Phàm có lẽ làm không được, nhưng đánh bại hắn vẫn là không khó. Ba cây cửu phẩm linh dược ta không muốn, ta chỉ cần một gốc bát phẩm dược tài làm chủ dược. Đột nhiên, một đạo thanh âm đánh vỡ bình tĩnh hiện trường. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Lãng Trần đột nhiên đạp không mà lên, hướng về bát phẩm linh dược phía trên bệ đá bay đi. Giờ khắc này, ánh mắt phần lớn người toàn bộ đều tụ tập ở trên người Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi, bọn hắn nhìn đến, Mộ Dung Lãng Trần là tự tìm cái chết. Nhưng mà vượt quá đám người dự liệu, Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi hai người không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng quét Mộ Dung Lãng Trần một cái. Sở Vân Phi sở dĩ không xuất thủ là bởi vì Sở gia muốn cùng Mộ Dung gia tộc làm thông gia, còn chuẩn bị đem Sở Linh Nhi gả cho Mộ Dung Lãng Trần, tự nhiên sẽ không đối phó hắn, bất quá trong lòng cũng hơi khó chịu. Về phần Tiêu Phàm, hắn căn bản không đem Mộ Dung Lãng Trần đặt ở trong lòng, coi như hắn có được bát phẩm linh dược thì như thế nào. Được linh dược, có thể luyện chế ra đan dược hay không còn chưa chắc, tự nhiên không cần xuất thủ, huống chi, một khi hắn xuất thủ. Sở Vân Phi cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ta cũng chỉ cần một gốc bát phẩm linh dược. Lúc này, Lăng Ngạo cũng xuất thủ, lao thẳng tới bệ đá. Ngay sau đó, Sở Linh Nhi, Hoàng Phủ Tinh Vũ, Sở Nguyệt, Sở Vân Bắc, Sở Hinh mấy người cũng không dám chậm trễ thời gian nữa. Những dược tài này có hạn,
cho dù có thể lấy một gốc bát phẩm làm chủ dược, bọn hắn cũng có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Về phần dược tài khác, bọn hắn ngược lại không có quá nhiều yêu cầu, bởi vì chọn lựa bát phẩm đan dược xong, nhất định phải quay quanh vị chủ dược này chọn lựa dược tài. Mặc dù thất phẩm dược tài có không ít, nhưng phân lượng cũng không nhiều, nếu như bị những người khác chọn lựa xong, bọn hắn coi như được bát phẩm linh dược cũng vô dụng. Ta chỉ cần vài cọng thất phẩm linh dược, ta cũng vậy, những người khác cũng không bình tĩnh, bọn hắn nhìn đến chỉ cần không cùng Tiêu Phàm, Sở Vân Phi cướp đoạt cửu phẩm linh dược, hai người liền sẽ không xuất thủ đối với bọn hắn. Không thể không nói, bọn hắn thật đúng là cược đúng, Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi hai người liền đứng ở trên không không nhúc nhích, mặc cho tu sĩ khác từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Mộ Dung Lãng Trần là kẻ thứ nhất vào tới bệ đá bên cạnh. Hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi giằng co, lập tức nhếch miệng cười nói, hai vị chắc hẳn chỉ cần một gốc cửu phẩm linh dược, thêm một gốc các ngươi cũng vô dụng, vậy ta thu. Hèn hạ, vô sỉ, đám người nổi giận mắng, Mộ Dung Lãng Trần thật đúng là thực âm hiểm, cố ý nói chỉ cần bát phẩm linh dược, sau đó xuyên qua Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi tới bệ đá, lại thẳng đến một gốc cửu phẩm linh dược Bạo Long Tham trong đó. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Gốc cây kia nhìn qua giống như một đầu kim long long hình nhân sâm, trực tiếp rơi vào trong tay Mộ Dung Lãng Trần. Ha ha, đa tạ các vị. Mộ Dung Lãng Trần đắc ý đem Bạo Long Tham giơ cao trong tay, hướng về đám người đung đưa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người ở đây, trừ Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi, cũng không ai sẽ đi đoạt Bạo Long Tham trong tay hắn, không biết là có dám hay không. Hai là người bình thường thật đúng là không phải đối thủ Mộ Dung Lãng Trần. Rất nhiều người hối hận không thôi, sớm biết rõ bản thân nên ra tay trước. Các ngươi nhìn, Bạo Long Tham có vẻ như còn không có long chảo, Bạo Long không chảo, dược tính là cực kỳ bá đạo, một khi không cẩn thận trưởng khống không tốt liền sẽ nổ lô. Sở Vân Bắc đột nhiên nói ra, Bạo Long Tham quả nhiên còn không có thành thục. Có một người mở miệng, nói chuyện là Sở Văn. Sở Văn cũng tiến vào vòng thứ hai, chỉ là xếp hơn 80 mà thôi. Ta nghe nói Bạo Long Tham không thành thục, dù là luyện chế thất phẩm đan dược đều hết sức khó khăn, có lẽ qua một lúc có thể kiến thức một chút. Sở Linh Nhi cũng mở miệng, một bộ dáng nhí nha nhí nhảnh. Những người khác cũng một bộ xem kịch vui, hối hận trong lòng biến mất không ít, một gốc Bạo Long Tham chưa thành thục coi như có được thì như thế nào. Thậm chí... còn có không ít người lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, ai bảo ngươi âm hiểm như thế, hiện tại biết rõ báo ứng sao. Mộ Dung Lãng Trần bị nói đỏ mặt tới mang tai, ngẩng đầu hướng về Bạo Long Tham trong tay hắn nhìn lại, quả nhiên, Bạo Long Tham chỉ đầy đủ long hình, còn không có long chảo. Hừ, Mộ Dung Lãng Trần hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị ném Bạo Long Tham trong tay đi, lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Mộ Dung Lãng Trần. Người vứt bỏ thử xem, nhìn xem ta có dám đoạn hai tay ngươi hay không. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Mộ Dung Lãng Trần, sát khí trên người nở rộ. Ngươi đã dám cầm cũng đừng hòng tùy tiện buông xuống, có ít người vì hành động bản thân mà trả giá đắt. Nghe được Tiêu Phàm nói, Mộ Dung Lãng Trần bỗng nhiên run một cái, nếu như là người khác hắn khẳng định chẳng thèm ngó tới, nhưng Tiêu Phàm hung ác hắn đã tận mắt chứng kiến qua. Lúc này... Mộ Dung Lãng Trần đành phải dùng ánh mắt cứu trợ nhìn về phía Lục Bá Hậu nơi xa, nhưng Lục Bá Hậu lại một mặt đạm nhiên, căn bản không có ý tứ mở miệng. Từ khi vòng thứ hai bắt đầu, Lục Bá Hậu cũng chỉ là một người đứng xem, hoặc có lẽ là một trọng tài, trong quá trình tranh tài phát sinh cái gì, căn bản hắn sẽ không quan tâm, hắn chỉ muốn kết quả. Mộ Dung Lãng Trần có loại xúc động muốn thổ huyết, sớm biết rõ bản thân liền không vọng động như vậy. Đây không phải tự mình hại mình sao? Nếu như Bạo Long Tham có thể không dùng để luyện đan vậy cũng không có vấn đề, nhưng mấu chốt là dược tài chọn lựa nhất định phải luyện đan dược tương ứng, chỉ ít Mộ Dung Lãng Trần hắn đối với Bạo Long Tham là không có bất kỳ tự tin gì. Đám người cũng bị Tiêu Phàm bá đạo làm cho chấn kinh, bọn hắn chỉ gặp qua trắng trợn cướp đoạt, còn không có gặp qua ép buộc nhân gia, bất quá nói trở lại, ai kêu Mộ Dung Lãng Trần cầm đâu? Tiêu Phàm quả nhiên là khắc tinh của Mộ Dung Lãng Trần, may mắn ta đã rời xa hắn trước. Lăng Ngạo nhìn Mộ Dung Lãng Trần, trong lòng nhỏ giọng thì thầm. Nhìn qua Mộ Dung Lãng Trần một mặt biệt khuất, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, loại tình huống này hắn đã nhìn lắm thành quen.
Mộ Dung Lãng Trần một mực giơ cao Bạo Long Tham trong tay, thu hồi không được, buông xuống cũng không được, Tiêu Phàm lên tiếng, hắn nào dám phản kháng. Hắn nhìn về phía Sở Vân Phi căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, kỳ thật trong lòng Sở Vân Phi cũng vô cùng khó chịu. Mộ Dung Lãng Trần ngay trước mặt hắn cướp đoạt cửu phẩm Bạo Long Tham, hắn không diệt Mộ Dung Lãng Trần đã coi như không tệ. Cho tới bây giờ chỉ có Sở Vân Phi hắn lợi dụng người khác, mà không có người khác dám lợi dụng Sở Vân Phi hắn. Hít sâu một cái, Mộ Dung Lãng Trần vẫn không dám vứt bỏ Bạo Long Tham trong tay, hắn lần nữa hướng về bệ đá nhìn lại. Dù sao những luyện dược đỉnh đó cũng chỉ là thất phẩm hồn binh, muốn luyện chế ra bát phẩm đan dược rất khó khăn, chỉ cần tìm ra vài cọng dược tài có thể áp chế ở dược tính Bạo Long Tham, ta liền có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược. Mộ Dung Lãng Trần trầm ngâm nói. Những người khác thấy thế chỉ âm thầm lắc đầu, một hai lần bị Tiêu Phàm dọa sợ mất mật, từ nay về sau Mộ Dung Lãng Trần xem như triệt để phế. Tiêu Phàm đạm mạc đều nhìn những người khác tựa như một chút cũng không nóng nảy khi linh dược bị những người khác lấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn một mực không động, Sở Vân Phi cũng tại chỗ không nhúc nhích, hắn cũng phải nhìn Tiêu Phàm có thể kiên trì đến lúc nào. Sở Vân Phi thập phần tự tin. Chỉ cần hắn được Hoàng Viêm Huyết Tâm Chi liền ít nhất có thể đủ luyện chế ra bát phẩm đan dược, thành tích vòng thứ hai khẳng định đứng hàng đầu. Những người khác hắn căn bản không để ở trong mắt, chỉ có Tiêu Phàm là Sở Vân Phi hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi vẫn đứng yên trước thạch thai, tựa như trở thành hai tôn pho tượng, những người khác quái dị nhìn hai người, không nghĩ tới hai người vậy mà thực tiêu hao. Bất quá! Đám người lại không có ý tứ thúc giục hai người, bọn hắn hận không thể để hai người đứng tại đó thẳng đến khi vòng thứ hai kết thúc, kể từ đó cơ hội bọn hắn sẽ tấn cấp vòng thứ ba cũng liền lớn hơn. Mọi người không biết là trong lòng Sở Vân Phi có loại xúc động chửi mẹ, vốn cho là Tiêu Phàm nhiều nhất có thể kiên trì nửa canh giờ, nhưng hiện tại cơ hội chỉ còn lại thời gian một nén nhang. Cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công ra bát phẩm đan dược, dù sao vật liệu nơi này có hạn. Hơn nữa phẩm giai lô đỉnh luyện dược quá thấp. Hừ, Sở Vân Phi lạnh rên một tiếng, hắn rốt cục chịu đựng không nổi, hướng về Hoàng Viêm Huyết Tâm Chi đánh tới. Sở đại thiếu chỉ có chút ấy định lực thôi sao? Tiêu Phàm cười cười, đưa tay chính là một kiếm chạm lên. Áo bào Sở Vân Phi phồng lên, một cỗ khí thế vô địch từ trên người hắn nở rộ, bên trong mấy trượng chung quanh trong nháy mắt bị hỏa diễm màu đỏ chôn vùi. Kiếm khí xông vào trong biển lửa liền biến mất không thấy gì nữa, Sở Vân Phi đột nhiên nhếch miệng cười nói, kiếm hồng trần, ngươi thua. Vừa dứt lời, Sở Vân Phi tại hư không lật ngã nhào một cái, bàn tay nhẹ nhàng tìm tòi, gốc cây Hoàng Viêm Huyết Tâm Chi trên bệ đá liền xuất hiện ở trong tay hắn. Vậy chưa hẳn, thanh âm Tiêu Phàm từ đằng xa truyền đến, trong tay hắn còn đang nắm một gốc cỏ non hiện ra ô quang, trên mặt lộ ra vẻ sán lạn. Nhìn thấy tuyệt hồn thảo trong tay Tiêu Phàm, Sở Vân Phi cười càng thêm vui, cười to nói, kiếm hồng trần, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, tuyệt hồn thảo là đồ vật chí độc, trừ phi có thể phá giải độc tính nó hoặc là tìm linh dược khác cùng nhau sinh mới có thể luyện chế ra đan dược, nơi này có vẻ như không có dạng linh dược này. Dứt lời, Sở Vân Phi cũng không còn phản ứng Tiêu Phàm, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, chốc lát trong tay hắn liền xuất hiện 8 loại linh dược. Trước đó cùng Tiêu Phàm rằng co, hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì, đã sớm suy nghĩ xong dược tài cần thiết muốn luyện chế đan dược, bây giờ Hoàng Viêm Huyết Tâm Chi tới tay, linh dược khác tự nhiên chỉ là nước chảy thành sông. Những người khác nhìn Tiêu Phàm cũng lắc đầu, chính như Sở Vân Phi nói, một gốc tuyệt hồn thảo thì có thể có ích lợi gì. Luyện chế đan dược cũng không chỉ một vị thuốc liền có thể luyện chế thành công, đan dược như phương thuốc cũng giảng cứu quân thần tá sử, tuyệt hồn thảo là đồ vật chí độc. Chỉ là áp chế độc tính nó thì tương đối khó khăn. Hơn nữa, cơ hội làm bát phẩm linh dược cùng thất phẩm linh dược đã bị lấy sạch, chỉ còn lại một chút lục phẩm linh dược, hơn nữa còn chưa vượt qua 20 loại. Muốn từ 20 loại linh dược này lấy ra 8 loại có thể phối hợp tuyệt hồn thảo linh dược, quả thực là khó như lên trời. Dạng đạo lý này tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, nhìn thấy tay Tiêu Phàm cầm một gốc tuyệt hồn thảo xem như chí bảo. Đám người trong lòng thiếu chút nữa thì cười ra. Ta liền nói hắn chỉ thích hợp phân biệt dược tài, sẽ không luyện được đan, hiện tại rốt cục bại lộ. Sở Hinh Âm lãnh cười một tiếng.
dám uy hiếp ta, hiện tại nhìn đến so với ta hắn còn không bằng. Trên mặt Mộ Dung Lãng Trần cũng lộ ra vẻ đắc ý. Sở Linh Nhi thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, cho dù là nàng cũng không biết xử lý tuyệt hồn thảo như thế nào, cho nên cũng không có lấy. Người khác cùng Tiêu Phàm tiếp xúc qua đều chỉ nhíu nhíu lông mày, không có nói thêm cái gì. Mộ Dung Lãng Trần châm chọc như thế, ta ngược lại tin tưởng hắn có lẽ có phương pháp xử lý tuyệt hồn thảo. Lăng Ngạo trầm ngâm, xem ra lại bị trào phúng. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, lúc trước hắn tham gia khảo hạch luyện dược sư, không phải là bị không ít người trào phúng sao. Đối với dạng hoàn cảnh này Tiêu Phàm đã sớm chấp nhận, tâm tính cực kỳ bình ổn, rất có một loại băng sơn tuyết liệt, khí độ ta thản nhiên bất động. Bên trong ánh mắt đám người trào phúng, Tiêu Phàm cũng không có từ bỏ tuyệt hồn thảo, mà lại chọn lựa mấy thứ dược tài, liền đi tới trước mặt một tôn luyện dược đỉnh cuối cùng. Lấy thực lực tiểu tử này hẳn là sẽ cướp được Hoàng Viêm Huyết Tâm Chi mới đúng, hắn làm sao lại buông tha chứ, chẳng lẽ hắn nhìn ra. Lục Bá Hậu nhìn Tiêu Phàm cử động phía xa, trong lòng cực kỳ buồn bực. Ngẫm lại lắc đầu nói, không có khả năng, Bạo Long Tham là rất dễ dàng nhìn ra, nhưng Hoàng Viêm Huyết Tâm Chi tuyệt đối nhìn không ra. Hơn nữa, độc tính tuyệt hồn thảo đã đạt tới đỉnh phong, muốn phá giải không phải dễ dàng như vậy. Nếu như Sở Vân Phi nghe được Lục Bá Hậu nói đoán chừng sẽ tức hộc máu, không chỉ Bạo Long Tham có vấn đề, Hoàng Viêm Huyết Tâm Chi trong tay hắn cũng có vấn đề rất lớn, chỉ là người bình thường nhìn không ra mà thôi. Muốn theo ta so luyện đan, không phải ta nói ngoa, phóng nhãn chiến hồn đại lục cùng tuổi một đời, ta nói thứ hai thì còn có ai dám nói thứ nhất. Sở Vân Phi một mặt tự ngạo nhìn Tiêu Phàm một cái, liền bắt đầu đắm chìm trong luyện đan. Trái lại Tiêu Phàm cũng không có động quy mô quá lớn, mà cẩn thận từng ly từng tí đánh giá gốc cây tuyệt hồn thảo kia, mọi người cũng không biết hắn đang làm cái gì. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục đình chỉ động tác trong tay, trực tiếp đem tuyệt hồn thảo cùng 7 dược tài đã lựa chọn ném vào bên trong luyện dược đỉnh. Thấy cảnh này không ít người lắc đầu, cơ hồ không có một người xem trọng Tiêu Phàm. Muốn dùng thất phẩm luyện dược đỉnh luyện chế tuyệt hồn thảo, đó là cơ hồ không có khả năng. Thần sắc Tiêu Phàm lại hết sức bình tĩnh, bàn tay hắn dán phía trên luyện dược đỉnh, vô tận hỏa diễm từ lòng bàn tay hắn mãnh liệt cuộn trào ra, thất phẩm luyện dược đỉnh trực tiếp đốt ra một cái hố. Ngay sau đó, lít nha lít nhít đường vân từ lòng bàn tay Tiêu Phàm thẩm thấu mà ra, bao phủ bốn phía luyện dược đỉnh, ngăn cách tất cả. Cùng lúc đó, lòng bàn tay Tiêu Phàm bắn ra một vệt sáng, sau một khắc, một tôn tiểu đỉnh óng ánh trong suốt xuất hiện ở bên trong luyện dược đỉnh, miệng tiểu đỉnh lưu chuyển lên sương mù huyền diệu. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm rốt cục đình chỉ xuống, bàn tay hắn vẫn như cũ dán phía trên thất phẩm luyện dược đỉnh, hắn lúc này mới phát hiện y phục sớm đã ướt đẫm. Vô tận chiến hồn tăng thêm càn khôn định thiên đỉnh nếu như đều không giải quyết được, vậy ta cũng không có biện pháp. Thời gian một hơi trôi qua, một canh giờ rất nhanh liền đến, trăm người dự thi đã lục tục có người hoàn thành luyện đan, chỉ có tầm 10 người còn tiếp tục luyện chế. Mà Tiêu Phàm chính là một người trong đó, hắn vẫn như cũ duy trì động tác, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, bất quá còn theo hắn khống chế. Trăm tức thời gian cuối cùng, thanh âm Lục Bá Hậu vang lên, thần sắc hắn đạm mạc nhìn Tiêu Phàm, khóe miệng hiện ra một vòng cười tà, hắn chỉ ước gì Tiêu Phàm xấu mặt. Lần trước bị Tiêu Phàm giận mắng và khinh thường, Lục Bá Hậu mặc dù không muốn cùng Tiêu Phàm chí khí, nhưng hắn còn nhớ thù. Gọi ngươi trẻ tuổi phách lối, lần này xem ngươi như thế nào thông qua một cửa này. Đương nhiên, Lục Bá Hậu cũng biết, cho dù Tiêu Phàm không được cũng có khả năng tiến vào vòng thứ ba, bởi vì vòng thứ nhất Tiêu Phàm thông cửa thu hoạch được 100 điểm tích lũy. Mà có thể tiến vào vòng thứ ba có 20 người. Tiêu Phàm có 100 điểm tích lũy đã đủ để tiến vào vòng thứ ba. Chỉ bất quá có thể nhìn thấy Tiêu Phàm xấu mặt, đối với Lục Bá Hậu mà nói cũng là một việc vui, ít nhất có thể giáo huấn Tiêu Phàm một cái. Oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy luyện dược đỉnh của Sở Vân Phi đột nhiên phóng lên tận trời, Sở Vân Phi liên tục đánh ra mấy cái thủ quyết, thiên địa linh khí cuồn cuộn chút vào bên trong luyện dược đỉnh. Sau ba hơi thở, nóc luyện dược đỉnh bỗng nhiên xông mở. Một đạo huyết sắc lưu quang từ trong đó bay ra, trong tay ở Vân Phi chẳng biết lúc nào có một cái bình ngọc bạch sắc. Đồng thời hắn đưa tay, đạo huyết sắc lưu quang liền chui vào bên trong bình ngọc.
Cái động tác này giống như nước chảy mây trôi, cũng liền phát sinh trong mấy tức thời gian, trên mặt Sở Vân Phi hiện lên nụ cười, lau lau mồ hôi trên gương mặt, nghiền ngẫm nhìn về phía Tiêu Phàm. Chúc mừng đại thiếu luyện đan thành công. Lúc này, Sở Hinh đi tới cạnh Sở Vân Phi, khẽ khom người chúc mừng. Hinh nhi, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi có thể nhanh hơn ta rất nhiều. Sở Vân Phi cười nhạt một cái nói, trên mặt rất có mấy phần vẻ tự đắc. Nếu như không phải đại thiếu để cho chúng ta hơn nửa canh giờ, lại ai có thể cùng đại thiếu so sánh? Sở Hinh nịnh nọt nói, không giống một ít người, đến bây giờ còn không từ bỏ, thực coi là mình có thể dùng tuyệt hồn thảo luyện chế ra đan dược. Có lẽ nhân gia thực thành công cũng không chừng. Sở Vân Phi cười ha ha nói, trong lời nói đều là ý châm chọc, dư quang thỉnh thoảng liếc nhìn lấy vị trí Tiêu Phàm. Vậy thì cảm ơn Sở đại thiếu cắt ngôn. Lúc này, một đạo thanh âm Sở Vân Phi hận thấu xương vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện lên một nụ cười. Hắn chậm rãi thu hồi bàn tay, trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc, mà lỗ thủng luyện dược đỉnh đã khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn nhìn không ra cùng luyện dược đỉnh trước đó có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Đám người đều nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực luyện chế thành công? Không ít người lắc đầu, muốn luyện chế tuyệt hồn thảo thành đan dược, nếu có vài cọng bát phẩm linh dược phụ trợ có lẽ còn có mấy phần hy vọng, nhưng chỉ dựa vào một chút lục phẩm linh dược là tuyệt đối không có khả năng thành công. Bất quá nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm tràn đầy tự tin, đám người lại có chút không quyết định chắc chắn được. Đại thiếu cắt ngôn đối với người khác có lẽ hữu dụng, nhưng đối với ngươi lại không có bất kỳ ý nghĩa gì, một người tìm chết, người khác là cứu không được hắn. Sở Vân Phi còn chưa mở miệng, Sở Hinh liền âm dương quái khí nói ra. Đúng, tình nhân Sở Lệ của ngươi đâu? Có phải không thỏa mãn được ngươi hay không, cho nên mới tìm đến Sở đại thiếu? Nhìn ra Sở đại thiếu phương diện khác không được, ở một phương diện kia vẫn là rất lợi hại nha. Tiêu Phàm híp mắt nhìn Sở Hinh. Lão tử không tìm ngươi gây phiền phức, ngươi lại còn dám chủ động khiêu khích ta, thật đúng là cho là ta không dám giết ngươi ư. Tại vạn thánh dược các giết người, Tiêu Phàm còn không có to gan như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm dễ để bị khi dễ, hơn nữa, có thời điểm không cần giết người, liền có thể để sống không bằng chết. Nghe được Tiêu Phàm nói, Sở Vân Phi đột nhiên quay đầu nhìn Sở Hinh một cái, bên trong ánh mắt đều là vẻ chất vấn. Đại thiếu, người đừng nghe hắn nói bậy, là hắn cùng người khác cố ý hãm hại ta, người nhất định phải tin tưởng ta. Sở Hinh sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích nói. Ta tự nhiên tin ngươi. Sở Vân Phi gật đầu, bất quá thần sắc lại hờ hững vô cùng. Sở Hinh thấy thế, chỗ nào không biết suy nghĩ trong lòng Sở Vân Phi, hiện tại chỉ là không bộc phát trước người khác mà thôi, một khi kết thúc tranh tài, Sở Hinh tuyệt đối không có kết cục tốt. Nghĩ vậy, Sở Hinh oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Đến giờ, bất quá lúc này, thanh âm Lục Bá Hậu vang lên lần nữa, tất cả mọi người đem đan dược luyện chế xong trình lên, trên bình ngọc viết lên số của các ngươi, người lừa gạt chư thánh trực tiếp bị loại. Nghe nói như thế, nguyên bản không ít người chuẩn bị đem đan dược đã sớm chuẩn bị xong đưa lên không khỏi rút rút cổ. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, bản thân quá khinh thường hư ảnh ngàn vạn dược thánh chung quanh, một người có lẽ nhìn không thấy động tác nhỏ của bọn hắn, nhưng hơn vạn dược thánh. Bất luận kẻ nào dưới mắt bọn hắn đều không chỗ che thân. Người dự thi biết rõ luyện chế đan dược phẩm giai càng cao, điểm tích lũy cũng sẽ càng nhiều, nhưng căn bản không có người biết rõ điểm tích lũy là tính toán như thế nào. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng tính công bình tranh tài, con mắt vạn thánh sáng như tuyết, hơn nữa, chư thánh căn bản sẽ không nhìn danh tự bọn hắn mà trực tiếp căn cứ thành quả cuối cùng bọn hắn biểu hiện mà cho bọn hắn một cái điểm số, phán định thành bại. Đám người nhao nhao lấy ra bình ngọc đặt ở trên bàn đá trước người Lục Bá Hậu, trên bình ngọc đều viết một con số. Khi thấy Tiêu Phàm cầm bình ngọc viết số 1 đi lên, Mộ Dung Lãng Trần lại nhìn không được giễu cợt nói, theo ta thấy, một ít người liền không cần cầm bình ngọc đi lên mất mặt xấu hổ, đoán chừng còn không bằng ta. Tiêu Phàm không để ý tới Mộ Dung Lãng Trần, đem bình ngọc trong tay bày trên bàn, một bên ánh mắt Lục Bá Hậu hơi sáng. Hắn rất muốn biết rõ bên trong bình ngọc rốt cuộc là đan dược gì. Tiêu Phàm đi đến nơi cách Mộ Dung Lãng Trần không xa, nói ra, ta một mực nghĩ không ra, cái dạng ngớ ngẩn giống ngươi,
cha mẹ ngươi làm sao đem ngươi cho sinh ra được? Có phải cha mẹ ngươi hối hận hay không, về sau đem ngươi ném trong hầm cầu, bằng không miệng ngươi vì sao luôn luôn thúi như vậy? Ngươi, Mộ Dung Lãng Trần vô cùng phẫn nộ, thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. Cút, không đợi Mộ Dung Lãng Trần mở miệng, Tiêu Phàm chợt quát một tiếng, linh hồn uy áp đáng sợ xông thẳng não hải Mộ Dung Lãng Trần, Mộ Dung Lãng Trần phun ra một ngụm máu tươi, kém chút hôn mê. Đám người kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực dám ở chỗ này động thủ, nếu Vạn Thánh dự các trách tội xuống, không may vẫn là hắn a. Nếu như bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm chỉ là không muốn bẩn tay mình, có lẽ đã sớm giết Mộ Dung Lãng Trần, lại không biết sẽ nghĩ gì. Tiêu Phàm, Mộ Dung Lãng Trần là khách quý Sở gia ta, người sao dám vô lễ như thế? Phách lối như thế, Sở Vân Phi rốt cục bắt được cơ hội tốt. Lúc này thay Mộ Dung Lãng Trần nói chuyện, thứ nhất có thể ứng phó Tiêu Phàm, thứ hai có thể lôi kéo Mộ Dung gia tộc, dạng cơ hội này hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ta phách lối, ngươi cũng nên quen đi. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Sở Vân Phi một cái, sát khí nặng nề nói. Những người này thật đúng là càng ngày càng đắc ý, Tiêu Phàm tha bọn hắn nhiều lần, bọn hắn chẳng những không cảm kích vậy mà chờ đến cơ hội liền xử hắn, tính tình Tiêu Phàm không có tốt như vậy. Ta phách lối, ngươi cũng nên quen đi. Lời nói bá đạo mà tùy tiện quanh quẩn trên không trung, ý tứ hắn rất đơn giản, ta vẫn luôn phách lối như thế. Sở Vân Phi ngươi có thể làm gì? Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là phách lối không biên giới, thực coi là bản thân vô địch thiên hạ sao? Sở Vân Phi nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, hắn trong lúc nhất thời tìm không ra lời phản bác, bởi vì từ lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm đến nay, Tiêu Phàm đều phách lối như thế. Hơn nữa, cho đến bây giờ, Tiêu Phàm vẫn bình yên vô sự, hắn quả thật có vốn liếng phách lối. Sở Vân Phi biết rõ hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất giết chết Tiêu Phàm, hiện tại chỉ dựa vào hắn, dưới tình huống không ra hết át chủ bài là không nhất định có thể giết chết Tiêu Phàm. Sở Đại Thiếu, giúp ta giết hắn, ta nhất định để Mộ Dung gia tộc cùng Sở gia liên minh. Mộ Dung Lãng Trần kêu to, trong miệng lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Những ngày qua, hắn thực sự quá oan uổng, nhìn thấy Sở Vân Phi thay hắn ra mặt, hắn cũng nhịn không được phát tiết lửa giận trong lòng. Ngươi có phải cảm thấy ta thực sự không dám giết ngươi hay không? Không đợi Sở Vân Phi mở miệng, Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Lãng Trần, một chỉ bắn ra, một cánh tay Mộ Dung Lãng Trần trực tiếp nổ tung, trước mặt linh hồn uy áp, hắn căn bản không có bất luận sức phản kháng. Kiếm Hồng Trần, ngươi dám ở chỗ này giết ta, chư thánh sẽ không bỏ qua cho ngươi, Sở Đại Thiếu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Dung Lãng Trần ra sức gầm thét. Khóe miệng Sở Vân Phi giật một cái, nếu như không phải hắn muốn để Sở gia cùng Mộ Dung gia tộc liên minh, hắn sẽ lười nhác quản Mộ Dung Lãng Trần chết sống. Bất quá lúc này, Sở Vân Phi vẫn muốn đứng ra, dù sao nơi này cũng không chỉ có Mộ Dung Lãng Trần, một tu sĩ Mộ Dung gia tộc, còn có người linh vực Mộ Dung gia tộc, hắn nhất định phải làm một chút bộ dáng. Coi như không thể liên minh Mộ Dung gia tộc cũng không thể đối địch với Mộ Dung gia tộc. Dừng tay! Sở Vân Phi quát chói tai một tiếng, vội vàng ngăn ở trước mặt Mộ Dung Lãng Trần. Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy Sở Vân Phi nói, từng bước một đi qua, sắc mặt thập phần bình tĩnh, đạm mạc nói, ta nhiều lần cho ngươi cơ hội sống, trong mắt của ta, ngươi là may mắn, chỉ là ngươi không biết trân quý, mà hiện tại, ai cũng không ngăn cản được ta. Tiếng nói rơi xuống, sát khí băng lãnh từ trên người Tiêu Phàm nở rộ mà ra, Mộ Dung Lãng Trần một đến hai. Hai đến ba lần đối địch với hắn, đã chạm đến ranh giới cuối cùng Tiêu Phàm. Dù là giết Mộ Dung Lãng Trần bẩn tay mình, Tiêu Phàm cũng không dự định buông tha hắn. Sở Đại Thiếu, ta mà chết tại cổ thành Sở gia ngươi khó thoát liên quan. Mộ Dung Lãng Trần át lộ ra vẻ sợ hãi, bất quá so với đêm hôm đó còn tốt hơn rất nhiều. Dù sao, nơi này còn có Sở Vân Phi, còn có Vạn Thánh Dược các chư thánh. Hắn còn chưa tới cấp độ sợ mất mật. Sở Vân Phi hận không thể một cái tát chết Mộ Dung Lãng Trần ngu dốt, chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm căn bản không nhìn hắn, Sở Vân Phi liền giận không chỗ phát tiết. Mình đã mở miệng bảo Mộ Dung Lãng Trần, ngươi lại còn không cho ta mặt mũi. Hơn nữa, Mộ Dung Lãng Trần nói cũng không có sai, trước đó đã chết độc cô Mạc Trắc, nếu như Mộ Dung Lãng Trần lại chết ở chỗ này,
mặc dù hai đại gia tộc không đủ để cùng Sở gia khai chiến, nhưng vô cùng có khả năng mất đi hai đại đồng minh. Sở Vân Phi vừa định xuất thủ, trong đầu lại hồi tưởng lại câu nói của phụ thân hắn, trước khi vạn thánh dược điển kết thúc, không thể giết Tiêu Phàm. Nghĩ vậy, Sở Vân Phi lại có chút rối rắm, mặt khác, hắn cũng lo lắng bản thân xuất thủ sẽ bị chư thánh hủy bỏ tư cách, đuổi ra vạn thánh dược các ngươi tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tiêu Phàm mở tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, quanh thân kiếm khí lượn lờ, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc khí diễm. Người biết Tiêu Phàm đều biết rõ, hắn giờ phút này là thật động sát tâm. Cảm thụ đến sát ý trên người Tiêu Phàm, Sở Vân Phi lông mày nhíu lại, chẳng lẽ gia hỏa này thực không kiêng nể gì như thế, dám ở chỗ này giết Mộ Dung Lãng Trần. Hừ, ta còn thực sự không tin ngươi dám giết hắn, trừ phi ngươi muốn bị hủy tư cách. Trong lòng Sở Vân Phi hừ lạnh một tiếng nói. Hắn biết rõ, đã từng nhiều lần có người ở bên trong vạn thánh dược các động thủ cuối cùng đều bị hủy bỏ tư cách, đá ra khỏi vạn thánh dược các. Sở Vân Phi không muốn thật sự đào thải như thế, nếu như Tiêu Phàm bị đá ra khỏi cục, hắn chính là hạng hai, thậm chí hạng nhất. Nghĩ vậy, Sở Vân Phi hướng về một bên lui hai bước, nhìn thấy một màn này, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, Sở Vân Phi vậy mà sợ hãi. Kiếm Hồng Trần, người tốt nhất ngẫm lại hậu quả ở chỗ này động thủ, Mộ Dung Lãng Trần mà chết, người sẽ bị đào thải, hơn nữa Sở gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sở Vân Phi uy hiếp nói. Hắn cũng không phải là cố ý nhắc nhở Tiêu Phàm quy củ vạn thánh dược các, mà là rũ sạch quan hệ mình cùng Tiêu Phàm giết Mộ Dung Lãng Trần. Đến thời điểm coi như Mộ Dung Lãng Trần chết, Sở Vân Phi cũng có thể đem trách nhiệm đều phiết không còn một mảnh. Bất quá, Mộ Dung Lãng Trần lại sợ hãi, nhìn thấy Tiêu Phàm đi từng bước một đến, lập tức hướng phía sau bỏ đi, vừa lui vừa hét lớn, Kiếm Hồng Trần, ngươi không thể giết ta. Vừa nãy ngươi kêu rầm rĩ liền không có nghĩ đến ta có thể giết ngươi hay không. Một đến hai, hai đến ba lần đối địch với ta, ngay cả ta đều không thể không thừa nhận mạng ngươi rất cứng, lại có thể sống đến hiện tại. Sát ý trên người Tiêu Phàm càng ngày càng đậm hơn. Tu sĩ vây xem cảm giác hô hấp đều biến ngạt thở lên, con người bọn hắn thỉnh thoảng liếc nhìn lấy hư ảnh dược thánh bốn phía, nhưng mà những người kia căn bản không để ý tới nơi này. Cho dù Lục Bá Hậu cũng lắc đầu, nếu như trước đó, hắn ngược lại là hy vọng Tiêu Phàm giết hắn, sau đó hủy bỏ tư cách của hắn. Nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ có thể thầm than Mộ Dung Lãng Trần không may, coi như hắn muốn khu trừ Tiêu Phàm, Yến các chủ cùng Trương lão sẽ không nguyện ý. Lần trước Tiêu Phàm một mạch rời đi, bọn hắn còn ước gì Tiêu Phàm trở lại. Hơn nữa hắn vừa nhìn thấy tất cả, cũng biết rõ Tiêu Phàm cũng không phải là một kẻ phách lối, thật sự là Mộ Dung Lãng Trần quá cần ăn đòn. Kiếm Hồng Trần, về sau ta rốt cuộc sẽ không đối địch với ngươi, van cầu ngươi đừng giết ta. Mộ Dung Lãng Trần lại xuất một bộ dáng trước đó, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đầu gối ngươi cũng quá mềm, nhớ kỹ kiếp sau làm người. Xương cốt cứng một chút. Tiêu Phàm sát tâm không giảm, Tu La kiếm trong tay đột nhiên phóng một đạo bạch sắc quang mang. Bạch sắc quang mang rất nhanh, chớp mắt liền đến trước người Mộ Dung Lãng Trần, Mộ Dung Lãng Trần toàn lực lui lại, trong miệng gầm thét lên, Kiếm Hồng Trần, ngươi chết không yên lành. Ngươi dám giết ta, Mộ Dung. Lời còn chưa dứt, thân thể Mộ Dung Lãng Trần là bỗng nhiên một phân thành hai, máu tươi huy sái hư không. Sau đó bị vô cùng vô tận kiếm khí rảo sát, cái gì cũng đều không lưu lại. Hittt thanh âm đám người hít một hơi lãnh khí vang lên, trong lòng bỗng nhiên rung động. Tiêu Phàm thực giết Mộ Dung Lãng Trần, chẳng lẽ hắn không sợ Mộ Dung gia tộc trả thù sao? Mộ Dung Lãng Trần xương cốt mặc dù mềm một chút, nhưng hắn dù sao cũng là thiên tài số một số hai luyện dược của Mộ Dung gia tộc, địa vị không tầm thường. Hơn nữa, Sở Vân Phi cùng Sở Vân Bắc bọn hắn càng biết rõ, Mộ Dung Lãng Trần là một trong gia tộc cùng Sở gia liên minh, bây giờ lại bị Tiêu Phàm phá hư. Coi như Mộ Dung gia tộc không xuất thủ, Sở gia cũng phải cho Mộ Dung gia tộc một cái công đạo. Kiếm Hồng Trần, người vậy mà thực giết Mộ Dung Lãng Trần. Trong mắt Sở Vân Phi đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm thu hồi Tu La kiếm, sát ý trên người cũng trong nháy mắt tiêu tán, thập phần bình thản nói ra, giết thì như thế nào. Ánh mắt tràn ngập hờ hững, tựa như Sở Vân Phi còn nói thêm một câu, liền muốn liều mạng với hắn. Ngươi rất tốt, Sở Vân Phi từ giữa hàm răng gạt ra mấy chữ,
sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng vô cùng. Thực lực hắn mặc dù rất mạnh nhưng nếu để cho hắn giết Mộ Dung Lãng Trần, đoán chừng đều sẽ cân nhắc một cái hậu quả. Nhưng mà Tiêu Phàm nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp giết, về điểm này hắn liền đã không bằng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không thèm để ý hắn, trước đó giết Độc Cô Mạc Trác liền đã đắc tội Độc Cô gia tộc, hiện tại chỉ bất quá thêm Mộ Dung gia tộc mà thôi. Theo Tiêu Phàm, đắc tội một cổ tộc cùng đắc tội hai cổ tộc là một dạng, cũng không có khác nhau quá nhiều. Đám người cũng biết rõ Tiêu Phàm trước đó sở dĩ không có giết Mộ Dung Lãng Trần cũng không phải là hắn sợ giết Mộ Dung Lãng Trần mà đắc tội Mộ Dung gia tộc, chỉ là Mộ Dung Lãng Trần cũng không có chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn mà thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối với Tiêu Phàm tràn ngập kiêng kỵ. Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nàng cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm thậm chí ngay cả Mộ Dung Lãng Trần đều dám giết, trong lòng nàng đối với người huynh đệ này càng thêm tò mò. Dược Thánh tiền bối, người này dám ở Vạn Thánh Dược Các giết người, đây là đối với Vạn Thánh Dược Các coi thường, mời đem người này khu trừ nơi đây. Sở Vân Phi lấy lại tinh thần, nhìn Lục Bá Hậu phía xa nói. Lục Bá Hậu lại căn bản không có để ý tới hắn, quang ảnh vụt sáng, tựa như tùy thời có thể biến mất. Tiền bối, Sở Vân Phi không có cam lòng, tiếp tục gọi nói. Lão Hủ cũng không phải kẻ điếc, người lớn tiếng làm cái gì? Lại kêu một câu lão hủ liền đem ngươi hất ra ngoài. Lục Bá Hậu đột nhiên lạnh lùng quét Sở Vân Phi một cái. Ách, Sở Vân Phi nhất thời im lặng, cũng không phải bị Lục Bá Hậu hù dọa, dù sao Lục Bá Hậu chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi, hắn chỉ là không thể tin được Lục Bá Hậu vậy mà sẽ nhằm vào hắn. Xuất thủ giết người là Tiêu Phàm, dựa theo quy củ thường ngày, không phải đem Tiêu Phàm khu trục ra ngoài à, bản thân chỉ bất quá nhắc nhở một cái mà thôi. Làm sao đắc tội ngươi? Trong lòng Sở Vân Phi cực kỳ không cam lòng, bất quá quả thực là không dám mở miệng, nếu hắn bị khu trục ra Vạn Thánh Dược Các, vậy coi như là tội nhân Sở gia. Kỳ thật cũng không nên trách Lục Bá Hậu giờ phút này tâm thần căn bản không ở nơi này, mà là đang cùng Yến các chủ cùng Trương lão nói chuyện với nhau. Trước đó Tiêu Phàm đi qua đại sảnh, Yến các chủ cùng Trương lão sắc mặt thập phần khó coi, Yến các chủ đứng ở cửa đại sảnh. Tựa như xem thấu thời không. Các chủ, phòng ấn vẫn như cũ không cách nào chữa trị sao? Trương lão trầm giọng nói. Yến các chủ thu hồi ánh mắt, lắc đầu, nói ra, phòng ấn kia tất nhiên có thể chữa trị, nhưng lực lượng chúng ta càng ngày càng yếu, coi như chữa trị phòng ấn cũng trấn áp không được bao lâu, hiện tại nữ oa Sở gia kia còn đang hết sức chữa trị phòng ấn. Vạn năm ung dung, chúng ta dù sao chỉ là một đạo tàn niệm a. Nếu là chữa trị chẳng nhiều phong ấn, chỉ có thể để Sở gia rời đi. Trương lão thật sâu thở dài. Sở gia rời đi, lại có thể đi nơi nào? Chiến hồn đại lục lớn như vậy, một khi quái vật xuất thế, ai cũng trốn không thoát. Thanh âm Lục Bá Hậu quanh quẩn trong đại sảnh. Vạn nhất không được, chúng ta chỉ có thể dùng hết vạn thánh chi lực, cho chiến hồn đại lục một phần khí lực cuối cùng. Ánh mắt Yến các chủ kiên định nói. Chỉ có thể như thế. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người thở dài thật sâu, trong giọng nói tràn ngập vẻ lo lắng. Trên quảng trường, Lục Bá Hậu thu liếm tâm thần, nhàn nhạt quét toàn trường một cái, nói, hiện tại, ta tuyên bố tên 20 người tấn cấp lưu lại, những người khác tự rời đi. Tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người khẩn trương lên, chỉ có thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh. Bất quá không đợi đám người lấy lại tinh thần, Lục Bá Hậu đưa tay vung lên. Từng đạo lưu quang từ trong tay hắn huy sái mà ra, rơi ở trên thân 20 người trong đó. Chỉ một thoáng, đỉnh đầu 20 người lập tức hiện lên một đám số, không phải bài danh, mà là điểm tích lũy. 10 hạng đầu vòng thứ nhất trừ Mộ Dung Lãng Trần chết, những người khác tất cả đều xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi đánh giá điểm tích lũy đỉnh đầu những người khác. Vòng thứ hai ngay cả một tiêu chuẩn phán đoán đều không có, vì cái gì ta chỉ được 17 điểm. Không sai, ta không cam lòng. Lúc này, có mấy tu sĩ bị đào thải thần sắc giận dữ, hướng về Lục Bá Hậu hét lớn. Cút, giờ phút này trạng thái Lục Bá Hậu thập phần khó chịu, hắn chỗ nào chịu đựng được những người này nghi vấn, đưa tay vung lên, những kẻ không có quang mang bao phủ, thân thể tựa như trong nháy mắt không bị khống chế, tất cả đều hướng về không trung bay đi. Trong chốc lát, trên quảng trường chỉ còn lại 20 người, đám người câm như hến. Không dám đắc tội Lục Bá Hậu. Quy củ chư thánh,
cần các ngươi hoài nghi. Lục Bá Hậu nhìn đám người biến mất trong không trung, vô cùng khó chịu, sau đó nhìn về phía 20 người trên quảng trường, hiện tại các ngươi có nghi hoặc gì, có thể nói ra. Đám người rầm rầm nuốt nước miếng, bọn hắn chỗ nào không biết, người đều không thể tiến vào vòng thứ ba căn bản không tư cách nói chuyện với Lục Bá Hậu. Tiền bối, ta cũng rất muốn biết rõ quy tắc điểm tích lũy, vì cái gì ta luyện chế ra cửu phẩm đan dược, vòng thứ hai cũng chỉ có 20 điểm. Trước tiên mở miệng là Sở Vân Phi. Hắn hiện tại tâm tình rất kém, thiếu chút nữa thì bộc phát ra, vòng thứ nhất hắn được 91 điểm tích lũy, hiện tại mới thêm 20 điểm tích lũy, cái này bảo hắn chịu đựng như thế nào. Đương nhiên, chủ nếu nhất không phải là cái này, chủ yếu nhất là điểm tích lũy Tiêu Phàm đạt tới 198, nói cách khác, một vòng này Tiêu Phàm được 98 điểm tích lũy. Hắn không tin mình cùng Tiêu Phàm chênh lệch lớn như vậy, nhất là Tiêu Phàm lựa chọn vẫn là tuyệt hồn thảo, căn bản không có khả năng luyện chế ra đan dược. Những người khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn cũng rất muốn biết rõ cụ thể quy tắc điểm tích lũy. Vòng thứ hai tổng 100 điểm tích lũy, từ phương diện đoạt dược, chọn tài liệu, lúc chế thuốc, thủ pháp bình phán, mỗi người dự thi đều có 100 ban giám khảo, sau đó lấy điểm bình quân, ta rất rõ ràng nói cho ngươi biết, có thể cho ngươi 20 điểm đã rất không tệ. Lục Bá Hậu nhàn nhạt nhìn Sở Vân Phi nói. Đám người nghe vậy, tất cả đều không dám nghi vấn Lục Bá Hậu nói, những bóng mờ kia đều là tàn niệm dược thánh, bọn hắn làm sao có thể nhìn lầm đây. Hơn nữa, bọn hắn liền danh tự bản thân đều không biết, cũng sẽ không làm việc thiên tư, mặc dù không có khả năng 100% công bằng, nhưng tuyệt đối không tồn tại bao che. Còn mời tiền bối giải hoặc, Sở Vân Phi khẽ cắn môi, dưới Lục Bá Hậu áp lực thật lớn, trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi. Trong mắt Lục Bá Hậu lóe lên một vòng không thích, sau đó liếc nhìn 19 người khác nói, ai có thể nói ra hắn vì cái gì chỉ lấy được 20 điểm, lão hủ làm chủ, cho hắn thêm 10 điểm ngoài định mức. Đám người trầm mặc, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hiển nhiên cũng không nguyện ý mở miệng, coi như bọn hắn biết cũng không muốn đắc tội Sở Vân Phi. Chỉ có Tiêu Phàm lại nhàn nhạt cười, ánh mắt kia tựa như lại nhìn một thằng hề, Sở Vân Phi vô cùng khó chịu nói ra, kiếm hồng trần. Ngươi cười cái gì? Không có gì, cười ngươi ngốc mà thôi. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói, ta có vẻ như nhớ kỹ, gốc cây cửu phẩm hoàng viêm huyết tâm chi bị xẻ ở giữa. Bị xẻ lại có quan hệ gì? Sở Vân Phi vẫn như cũ không cam lòng, bất quá trong lòng thầm nói không tốt. Ngươi là heo sao? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Lục Bá Hậu liền không nhịn được, liền đặc tính hoàng viêm huyết tâm chi đều không biết cũng dám dùng để luyện dược. Không thể không nói, chỉ ít lá gan ngươi lớn hơn so với heo. Ta giống như nhớ tới hoàng viêm huyết tâm chi một khi tiếp xúc không khí, nguyên bản huyết tâm đỏ tươi sẽ biến thành màu đỏ sậm, nó cũng không còn là bảo dược, mà là chí độc chi dược. Đột nhiên, Sở Linh Nhi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Sở Vân Phi kém chút tức ngất đi, quả thực là một câu đều nói không ra. Hiện tại ngươi minh bạch tại sao cho ngươi 20 điểm chứ? Cho ngươi 20 điểm đều là để mắt ngươi, nếu như ta là ban giám khảo, trực tiếp cho ngươi không điểm, ngươi còn dám ở chỗ này nghi vấn ta. Lục Bá Hậu lạnh lùng quét Sở Vân Phi một cái, trong mắt đều là vẻ khinh thường, hắn ghét nhất chính là bị hậu bối nghi vấn lung tung, mà không hiểu được bản thân. Sở Vân Phi kìm nén sắc mặt đến đỏ bừng, cắn răng nói, ta không hề cảm thấy ta dùng sai cái gì, coi như dùng sai, ta luyện chế cũng là cửu phẩm đan dược. Sở Vân Phi, ta xem ngươi căn bản đều không bằng heo. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, hoàng viêm huyết tâm chi biến thành đồ vật chí độc, trong thời gian ngắn luyện chế đan dược sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng không bao lâu, dược tính liền sẽ biến mất không còn một mảnh, ngươi vừa mới luyện chế đan dược, đoán chừng hiện tại nhiều nhất còn có dược tính tam phẩm đan dược, cái này hẳn là nguyên nhân ban giám khảo cho ngươi 20 điểm, kỳ thật, ngươi vừa mới bắt đầu liền đã sai. Không có khả năng, ngươi nếu biết rõ hoàng viêm huyết tâm chi có vấn đề, vì sao muốn cùng ta cướp đoạt? Sở Vân Phi vừa giận vừa tức, bất quá còn duy trì lý trí. Bởi vì ta đang nghĩ, ngươi ngu xuẩn đoán chừng không nhìn ra hoàng viêm huyết tâm chi có vấn đề, cho nên ta liền thuận tiện đem nó tặng cho ngươi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi có thể từ trong tay ta cướp được nó chứ? Tiêu Phàm trêu ghẹo nhìn Sở Vân Phi nói. Lục Bá Hậu hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái,
hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực nhìn ra. Tốt, coi như ta luyện chế thất bại, người cũng không có khả năng thành công, độc tính tuyệt hồn thảo ai cũng biết rõ, người không có khả năng dùng nó để luyện chế ra đan dược. Sở Vân Phi nghiến răng nghiến lợi nói, hắn còn giãy giụa cuối cùng. Hắn đã tiếp nhận bản thân được 20 điểm, nhưng hắn không tin Tiêu Phàm có thể có được 98 điểm. Vậy liền để ngươi tuyệt vọng a. Tiêu Phàm híp híp mắt, đưa tay vung lên, bình ngọc đan dược đột nhiên mở ra, một khỏa đan dược đen kịt lơ lửng ở trên không, chung quanh tản ra vầng sáng nhàn nhạt giống như một khỏa hắc sắc minh châu. Đây là, đám người nhún nhún cái mũi, đột nhiên hít vào ngụm khí lạnh, mấy cái người đồng thời cả kinh kêu lên, tiểu hoàn hồn đan. Không có khả năng, tiểu hoàn hồn đan làm sao có thể dùng tuyệt hồn thảo luyện chế. Sở Vân Phi hiển nhiên cũng nhận ra tên thuốc, chỉ là hắn hoàn toàn không tin, Tiêu Phàm là dùng tuyệt hồn thảo luyện chế. Tuyệt hồn thảo có thể tổn thương chiến hồn và ăn mòn hồn lực, dù là chiến thánh cảnh cũng không ngoại lệ. Mà tiểu hoàn hồn đan lại hoàn toàn tương phản, nếu như chiến hồn thụ thương, thậm chí kể bên tử vong, chỉ cần nuốt vào tiểu hoàn hồn đan, liền có thể để chiến hồn phục hồi như cũ, khởi tử hoàn sinh. Giá trị của nó khó mà đánh giá, nắm giữ một khỏa tiểu hoàn hồn đan, tương đương với thêm một cái mạng cũng không đủ. Sở Vân Phi thực sự nghĩ không ra, tại sao rõ ràng là độc dược lại có thể luyện chế ra tiểu hoàn hồn đan, kỳ thật đừng nói Sở Vân Phi nghĩ không ra, những người khác cũng đều không minh bạch. Trên đời này không có cái gì không có khả năng, vạn vật tương sinh tương khắc, độc dược có thời điểm không chỉ dùng để luyện chế độc đan, còn có thể luyện chế bảo đan, là ngươi quá vô tri. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Nếu như không phải bên trong tu la truyền thừa có ghi chép cụ thể, Tiêu Phàm cũng không có khả năng biết rõ vấn đề hoàng viêm huyết tâm chi, cũng không có khả năng luyện chế ra tiểu hoàn hồn đan. Người trẻ tuổi, mặc dù lão hủ nhìn ngươi rất khó chịu, nhưng lão hủ nói lời giữ lời, cho ngươi thêm 10 điểm. Lục Bá Hậu hài lòng gật đầu, tựa như quên sự tình trước đó còn hận Tiêu Phàm. Sở Vân Phi có loại xúc động thổ huyết, lại thêm 10 điểm, Tiêu Phàm chẳng phải là 208 điểm. So với Sở Vân Phi hắn ròng rã nhiều hơn gần 100 điểm. Cho dù là Sở Linh Nhi hạng 2 cũng có được 185 điểm, nếu như vòng thứ 3 Tiêu Phàm không có gì bất ngờ xảy ra, việc này đã tương đương với thắng cuộc. Tương phản, Sở Vân Phi vốn là hạng 3, thông qua vòng thứ 2 khảo hạch lại trực tiếp rớt xuống thứ 19, trong lòng hắn là sao có thể thoải mái đây? Tiêu Phàm nghe được Lục Bá Hậu nói, mặt sạm lại, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Lão đầu này có vẻ như cũng không phải là chán ghét như vậy. Cuối cùng vòng thứ 3, giải độc. Thanh âm Lục Bá Hậu tiếp tục vang lên, tựa như thời gian rất gấp. Phất tay, từng đạo lưu quang từ đằng xa bay vụt biết, ngay sau đó trên quảng trường đột nhiên xuất hiện 3 con hồn thú hình thể khổng lồ. 3 con hồn thú tản ra khí tức vô cùng cường đại, vậy mà thực lực đều là bát giai trở lên, chỉ bất quá nhìn qua có vẻ bị bệnh. Không cần nghĩ cũng biết rõ, mục tiêu vòng thứ 3 khảo hạch chính là 3 con hồn thú đã trúng độc. Hiện tại cho các ngươi một canh giờ thời gian chẩn bệnh 3 con hồn thú, trên giấy viết ra 3 con hồn thú bị trúng độc nào, cùng phương pháp giải độc cụ thể, từ đông đảo ban giám khảo bình phán cao thấp, sau đó từ 3 hạng đầu giải độc cho 3 con hồn thú. Lục Bá Hậu còn nói thêm, tiền bối, đây cũng quá qua loa đi, giải độc là phải thực tiễn, hơn nữa khôi phục là cần một quá trình. Ai có thể cam đoan viết ra phương pháp nhất định có thể thành công giải độc. Lần này, lại là Sở Vân Bắc lấy dũng khí nói ra. Đám người cũng gật đầu, dạng tranh tài này xác thực quá mức qua loa, người cổ thành Sở gia kỳ thật đã sớm phát hiện, từ khi vòng thứ 2 bắt đầu, quy tắc đã có một chút biến hóa. Mà vòng thứ 3 cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống, tranh tài vòng thứ 3 vạn thánh dược điển giới trước mặc dù cũng là giải độc, nhưng không chỉ là 3 con hồn thú. Mà mỗi người đều có 10 đầu hồn thú. Mỗi người giải trừ độc trên người một đầu hồn thú liền có thể thu hoạch được 10 điểm tích lũy, hết thảy 10 đầu hồn thú trúng độc, cộng lại chính là 100 điểm tích lũy. Nhưng mà hiện tại, tất cả mọi người chỉ có 3 con hồn thú, hơn nữa còn là từ ban giám khảo tuyển ra 3 phương án tốt nhất, nói cách khác, bên trong 20 người bọn hắn có 17 người căn bản không có tư cách thực tiễn. Đây đối với mọi người mà nói là cực kỳ không công bằng. Dù là Tiêu Phàm cũng nghi hoặc không hiểu, dù sao có thể nhìn ra bên trong độc gì là một chuyện, có thể giải độc hay không lại là một chuyện khác.
không phục, ta bây giờ có thể đưa các ngươi rời đi. Lục Bá Hậu lạnh lùng nói, căn bản không cho đám người cơ hội phản bác. Đám người nghe vập lập tức câm như hến, nào dám phản bác Lục Bá Hậu, thật vất vả đi đến vòng thứ ba, nếu như bây giờ bị đuổi đi, vậy coi như lỗ lớn. Lục Bá Hậu liếc nhìn đám người một cái, nhìn thấy không ai mở miệng nói chuyện, lại nói ra, nếu không ai phản bác, hiện tại bắt đầu tính thời gian. Đám người khẽ cắn môi, hướng về hồn thú đi đến, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Chỉ có Tiêu Phàm bất phi sở động, ánh mắt hắn ngược lại rơi vào trên người Lục Bá Hậu, trong lòng nói thầm, Lục Bá Hậu có vẻ như đang gấp gáp, chẳng lẽ phát sinh sự tình gì. Đột nhiên, con người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, quay đầu nhìn về phía Sở Linh Nhi nơi xa, trong lòng trầm ngâm nói, Sở Linh Nhi đã từng nói qua, Vạn Thánh Dược Điển cùng cấm địa Sở gia có quan hệ, bên trong cấm địa chính là phong ấn chi địa, chẳng lẽ là phong ấn xảy ra vấn đề. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm có chút bận tâm, phải biết Hề lão cùng mẫu thân chưa từng gặp mặt còn ở phong ấn chi địa. Người trẻ tuổi, người còn không bắt đầu. Lúc Tiêu Phàm quay đầu nhìn Lục Bá Hậu đột nhiên nói ra. Lão đầu, ta hỏi ngươi, có phải phong ấn chi địa Sở gia xảy ra vấn đề hay không? Tiêu Phàm híp hai mắt, thần sắc lạnh lùng nói. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, đôi mắt Lục Bá Hậu hơi hơi ngưng tụ, nói, ngươi làm sao biết được? Đoán, Tiêu Phàm thập phần nghiêm túc nói, nhìn thấy thần sắc Lục Bá Hậu, Tiêu Phàm liền biết rõ bản thân đoán đúng. A, Lục Bá Hậu hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm, tựa như đang chờ đợi Tiêu Phàm giải thích. Tiêu Phàm tổ chức một chút ngôn ngữ, thật sâu nhìn Lục Bá Hậu nói, vòng thứ nhất tranh tài các ngươi làm từng bước tiến hành, dòng dã tốn 7 ngày thời gian, nguyên bản vòng thứ hai cũng phải tiêu tốn mấy ngày, nhưng các ngươi đổi quy tắc, chỉ phí một canh giờ. Mà hiện tại vòng thứ ba, nếu như cùng giới trước tranh tài thế nào cũng phải 1-2 ngày thời gian, nhưng các ngươi lại đổi quy tắc, đem thời gian rút ngắn đến một canh giờ, rất hiển nhiên, hiện tại thời gian rất gấp. Các ngươi chạy đi làm gì đây? Ta vừa lúc nghe người ta nói qua, Vạn Thánh Dược Điển cùng Sở gia phong ấn chi địa có quan hệ, ta đi vào phong ấn chi địa, nơi đó mệnh chọc chi khí thập phần nồng đậm. Hơn nữa, những mệnh chọc chi khí đó gần đây càng ngày càng bắt đầu cuồng bạo, về thời gian cũng thập phần ăn khớp, các ngươi vội vàng kết thúc Vạn Thánh Dược Điển mới có thể đi xử lý phong ấn chi địa, không biết ta nói đúng hay không? Ngươi đi vào phong ấn chi địa, hơn nữa còn sống sót đi ra. Lục Bá Hậu kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói nhiều như vậy, hắn tựa như chỉ nghe được câu này. Đây không phải nói nhảm sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, nếu như hắn xảy ra vấn đề, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ngươi không sợ mệnh chọc chi khí? Lục Bá Hậu trợn to hai mắt, đều là vẻ khó tin. Đương nhiên sợ, ta cũng chỉ là xa xa quan sát mà thôi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Lục Bá Hậu. Hắn hiện tại không sợ mệnh chọc chi khí, còn nhờ mệnh chọc chi khí mở ra tiểu thiên địa. Có đúng không? Lục Bá Hậu hiển nhiên không tin, nhìn chằm chằm ánh mắt Tiêu Phàm, muốn xem ra chút gì, bất quá thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh. Xem ra ta đoán đúng. Tiêu Phàm nhíu nhíu mày lông mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta hiện tại có thể rời khỏi hay không? Rời khỏi, Lục Bá Hậu kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, gia hỏa này thật chẳng lẽ không có hứng thú thi đấu? Trước đó hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm là cố ý giả, nhưng hiện tại, Lục Bá Hậu mới phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy, gia hỏa này thật không có coi Vạn Thánh Dược Điển là chuyện. Không sai, ta muốn rời khỏi. Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu, hắn hiện tại chỉ lo lắng an nguy mẫu thân hắn cùng Hề lão, nếu như phong ấn chi địa thực xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm nhất định sẽ hối hận cả một đời. Người trẻ tuổi, người phải biết, người có hy vọng nhất được hạng nhất. Được hạng nhất ngươi biết rõ sẽ thu hoạch được gì không? Lục Bá Hậu phát hiện bản thân thực nhìn không thấu Tiêu Phàm. Tàn niệm của hắn sống vô số tuế nguyệt, gặp qua rất nhiều người, những tu sĩ tham gia đó Vạn Thánh Dược Điển vì đoạt được thành tích tốt hơn, kẻ nào cũng muốn sống phấn đấu lấy. Tiểu tử này ngược lại tốt, lấy được thành tích tốt như vậy vậy mà còn muốn lui ra ngoài, Lục Bá Hậu cũng hoàn toàn không hiểu rõ. Bất luận được cái gì? Trong lòng ta cũng không có trọng yếu bằng thân nhân. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, thần sắc hết sức trịnh trọng. Ngươi là nói thân nhân ngươi ở trong phong ấn chi địa Sở gia. Lần này đến phiên Lục Bá Hậu ngoài ý muốn, hắn kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu nữ oa Sở gia là gì của ngươi?
Cái gì nữ oa tử? Tiêu Phàm có thể không quen biết nữ oa tử Sở gia, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ngươi là nói mẹ ta. Trong mắt những lão bất tử này, mẫu thân hắn không phải cũng là tiểu nữ oa à, hơn nữa, bên trong Tiêu Phàm nhận biết cũng chỉ có mẫu thân hắn cùng Hề lão tiến vào phong ấn chi địa. Sở Lăng Vi là mẫu thân ngươi? Lục Bá Hậu trợn to hai mắt nhìn Tiêu Phàm, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, một đạo quang mang từ trên người hắn bắn ra, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm che đậy ở trong đó. Ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, thân hình vội vàng lui lại, nhưng hắn lại phát hiện bản thân không động được. Nơi xa đám người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, Tiêu Phàm chẳng lẽ đắc tội lão đầu, làm lão đầu nhìn không được xuất thủ. Sở Linh Nhi cùng Sở Vân Bắc hai người thân hình ngưng một cái, chuẩn bị hướng về Tiêu Phàm bay tới. Đừng động, ta sẽ không hại ngươi. Lục Bá Hậu nhìn thấy Tiêu Phàm trốn tránh, vội vàng nói, ngay sau đó, trong mắt hắn lóe lên một vẻ kinh dị, mệnh cách ngươi vậy mà nặng nề như núi. Khó trách ngươi dám vào bên trong mệnh chọc chi khí. Cái gì mệnh cách? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Lục Bá Hậu. Hắn chỉ biết rõ, đột phá thần linh cảnh sẽ chạm tới mệnh cách, bởi vì lúc đó mệnh cách sẽ bắt đầu thần hóa, sau khi dung hợp thần lực chi tinh. Mệnh cách liền sẽ thực chất hóa, có thể tấn thăng thành thần cách trong truyền thuyết. Đương nhiên, cái này có một bộ phận cũng chỉ là Tiêu Phàm suy đoán mà thôi, cụ thể như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Người đột phá đến cảnh giới bây giờ, có phải chỉ vẻn vẹn tốn thời gian mấy năm hay không? Hơn nữa, vận khí người có phải so với người khác tốt hơn hay không? Ánh mắt Lục Bá Hậu nhìn về phía Tiêu Phàm hoàn toàn thay đổi. Khoảng hơn 3 năm thời gian. Tiêu Phàm gật đầu, cái này cùng mệnh cách có quan hệ gì? Hắn cho tới bây giờ không tin cái gì mệnh, có thể đạt tới cảnh giới bây giờ là hắn từng bước cố gắng, không phải dựa vào vận khí gì. Hoặc là không có gì liên quan, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, các ngươi cái gọi là thiên phú chiến hồn cố nhiên trọng yếu, nhưng mệnh cách mới là căn bản một người, chỉ có người mệnh cách đủ cứng mới có thể vượt mọi chông gai. Lục Bá Hậu thập phần chắc chắn nói. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ hâm mộ. Chiếu như lời ngươi nói, chỉ cần mệnh đủ cứng liền nắm giữ vô thượng vận khí. Liền có thể thẳng tiến không lùi, hậu kỳ cố gắng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm đối với thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Có lẽ ngươi không tin, nhưng sự thật chính là như thế, đương nhiên, coi như mạng ngươi cứng rắn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi, nếu như không nỗ lực cũng không có khả năng trở thành cường giả chân chính. Lục Bá Hậu lắc đầu. Tiêu Phàm không có hoàn toàn phủ định thuyết pháp Lục Bá Hậu, vận mệnh không chỉ là vấn đề đương thời, chính là kiếp trước cũng tranh luận không ngớt. Có chút người rất tốt, vừa ra đời liền nắm giữ tài nguyên vô tận, đây là số mệnh tốt, nhưng nếu như không nỗ lực, dù ưu thế lớn cũng sẽ bị tiêu xài không còn. Mà có người đi qua tự thân cố gắng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, liền có thể siêu việt hơn những người tốt số kia. Tiêu Phàm vẫn cho rằng bản thân vận khí không tệ, được tu la truyền thừa không nói, còn nắm giữ đá trắng thần bí, nhưng hắn thành công không chỉ nhờ vận khí, còn ẩn chứa không ít mồ hôi cùng máu tươi. Nói như không nói. Tiêu Phàm bĩu môi, không quên đả kích Lục Bá Hậu một cái. Lục Bá Hậu hừ lạnh một tiếng, nói, người trẻ tuổi, ta biết rõ người hiện tại không tin, nhưng ngươi về sau nhất định sẽ tin tưởng, ngươi vừa giết chết tiểu tử kia. Hắn mặc dù thiên phú không tồi, nhưng mệnh cách quá nhỏ yếu, dám theo ngươi va chạm, tuyệt đối nhiều lần vấp phải trắc trở, mỗi lần đều ngỏm, chết cũng là đáng đời. Mộ Dung Lãng Trần sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, trong đầu hồi tưởng lại những hình ảnh ngày qua cùng Mộ Dung Lãng Trần tiếp xúc, hắn phát hiện thật đúng là như Lục Bá Hậu nói, Mộ Dung Lãng Trần gặp hắn một lần liền xui xẻo một lần. Lần thứ nhất thua mấy ức cực phẩm hồn thạch, lần thứ hai bị bản thân tát một cái. Đạp một cước, lần thứ ba đoạt hắn hồn giới, kém chút giết hắn. Mà cuối cùng lại là chết dưới kiếm của mình, hơn nữa chết không toàn thây. Nha, chẳng lẽ thực sự là mệnh cách ta khắc chế mệnh cách Mộ Dung Lãng Trần? Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ buồn bực, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tiếp tục nói, lão đầu, ngươi đừng đổi chủ đề, ta hiện tại chỉ là muốn rời nơi này, ngươi nói cho ta phương pháp. Lục Bá Hậu cau mày. Hắn thật đúng là hơi lúng túng một chút, nếu là trước đó, hắn nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đem Tiêu Phàm đạp bay. Nhưng hắn cũng không muốn để cho Tiêu Phàm rời đi,
bởi vì Tiêu Phàm mệnh nặng như núi, nếu để cho hắn kế thừa Vạn Thánh Dược Các, tuyệt đối có thể đem Vạn Thánh Dược Các phát dương quang đại. Hơn nữa, coi như hắn nguyện ý Tiêu Phàm rời đi, Yến Các Chủ cùng Trương Văn Cẩn cũng tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu Phàm rời đi, trong lòng hai người, Tiêu Phàm đã là người thừa kế Vạn Thánh Dược Các. Ngẫm lại, Lục Bá Hậu hít sâu một cái nói, người trẻ tuổi, người tiếp tục tham gia trận đấu, ta cam đoan mẫu thân ngươi không chết, như thế nào? Ngươi dùng cái gì để cam đoan? Tiêu Phàm không tin Lục Bá Hậu nói, trong mắt hắn, Lục Bá Hậu chỉ là một người chết mà thôi, sợi tàn niệm của hắn đều sắp tiêu tán, một người chết làm sao có thể cam đoan an nguy mẫu thân hắn đây? Lục Bá Hậu phẫn nộ không thôi, tiểu tử này vậy mà không tin bản thân, hắn hận không thể một cái tát chết Tiêu Phàm, bất quá hắn vẫn nhịn xuống, nói, ngươi muốn tin hay không, dù sao ta không cho ngươi đi, ngươi là không có khả năng rời đi nơi này. Ngươi, Tiêu Phàm phẫn nộ nhìn chằm chằm Lục Bá Hậu, nhưng lại không thể làm gì, mảnh không gian này hết sức đặc thù, hắn muốn rời đi nhất định phải đạt được Lục Bá Hậu bọn hắn đồng ý. Ngươi đi tham gia vòng thứ ba tranh tài đi. Lục Bá Hậu cười ha ha, lộ ra một mặt đắc ý. Có phải ta giải trừ độc trên người bọn chúng thì vòng thứ ba coi như thông qua? Tiêu Phàm trầm giọng nói, trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu ngươi có thực lực, ngươi hiện tại có thể giải trừ, hạng nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, như thế nào? Lục Bá Hậu cười cười nói. Cái này là ngươi nói. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, quay người liền chuẩn bị hướng vị trí ba con hồn thú đi đến. Bất quá thời khắc quay người, Tiêu Phàm vừa quay đầu nói, lão đầu, người nói mệnh ta nặng như núi, nếu như người đối địch với ta, người có không may hay không? Lục Bá Hậu nhất thời không biết nói gì, hắn thật đúng là không nghĩ tới việc này, ngẫm lại nói ra, ta đây chỉ là tàn niệm, nhiều nhất tan thành mây khói mà thôi. Cũng đúng, dù sao ngươi đã chết qua một lần. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Tiểu tử ngươi dám chớ chú ta, Lục Bá Hậu kém chút chửi ầm lên, bất quá nói còn chưa dứt lời, hắn vội vàng đóng chặt miệng, thầm nghĩ trong lòng, không phải là thật chứ, lần trước ta đắc tội tiểu tử này, phong ấn sụp đổ liền bắt đầu tăng tốc lên. Nghĩ vậy, Lục Bá Hậu kém chút run run, hắn rất rõ ràng mệnh cách Tiêu Phàm đáng sợ, cho dù là hắn cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Tiêu Phàm long hành hổ bộ, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt Bát Giai Đại Địa Chi Hùng. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, mấy người khác vội vàng lui ra phía sau mấy bước, bất quá Sở Vân Phi như cũ đứng ở đó bất động. Tiêu Phàm cũng không có để ý tới hắn, đứng ở vị trí trái tim đại địa chi hùng, trong tay xuất hiện một cái long văn kim châm. Kiếm Hồng Trần, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, Sở Vân Phi đột nhiên phẫn nộ quát. Vòng trước bị Tiêu Phàm hố một cái, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, hiện tại đừng nói hạng nhất. Dù là ba hạng đầu đều cực kỳ khó khăn, điều này làm hắn vô luận như thế nào đều nuốt không trôi. Coi như hắn không chiếm được ba hạng đầu, hắn cũng sẽ không để cho Tiêu Phàm thành công, từng ấy năm tới nay còn từ chưa có tiền lệ ngoại nhân nào được hạng nhất Vạn Thánh Dược Điển. Làm cái gì, tự nhiên là giải độc. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hắn không muốn ở nơi này lãng phí thời gian. Ngươi chẳng lẽ muốn phá hư quy tắc vòng thứ ba, một canh giờ không đến. Ngươi tự tiện giải độc, ngươi cho rằng ngươi là ai, không tới cuối cùng, ba hạng đầu còn chưa hẳn là ngươi đâu. Sở Vân Phi cười lạnh, hắn chính là khó chịu bộ dáng Tiêu Phàm khí định thần nhàn. Nhưng chí ít không phải là ngươi. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, Sở Vân Phi khắp nơi đối địch với hắn, trong lòng Tiêu Phàm đã sớm động sát tâm. Tiêu Phàm nói hiển nhiên đâm trúng chỗ đau Sở Vân Phi, sắc mặt hắn lấp lóe không ngừng. Hồi lâu mới bình tĩnh xuống, coi như không phải ta, ngươi cũng phải tuân thủ quy tắc vòng thứ ba, thật sự cho rằng ngươi là dược thần à, vừa đến liền nhìn cũng không nhìn liền có thể giải trừ độc trên người bọn chúng. Những người khác cũng thập phần khó chịu nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn nhìn nửa ngày, một điểm đầu mối đều không có nhìn ra, hiện tại Tiêu Phàm vừa lên đến liền bắt đầu giải độc, cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi. Chiếu ý ngươi, ta nếu có thể giải trừ độc trên người bọn chúng thì như thế nào? Nếu không chúng ta đánh cuộc cược, nếu như ngươi thua, quỳ ở trước mặt ta đập đầu 10 cái. Tiêu Phàm cười lạnh nói, à phải rồi, ta quên mất Sở đại thiếu là thứ hèn nhát. Ngươi tự tìm cái chết. Sở Vân Phi phẫn nộ đến mấy điểm, chuẩn bị động thủ giết Tiêu Phàm, bất quá lúc nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt Lục Bá Hậu, Sở Vân Phi dùng mình.
không thể không nói, Sở Vân Phi nhẫn nại thật đúng là không phải lợi hại bình thường, chỉ lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Muốn động thủ liền nhanh lên một chút. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nhìn Sở Vân Phi. Sở Vân Phi khẽ cắn môi, hắn như thế nào không biết, Lục Bá Hậu lão đầu đang cố ý giữ gìn Tiêu Phàm, bằng không mà nói, Tiêu Phàm sớm đã bị khu trục ra ngoài. Không động thủ đúng không, vậy ta động thủ. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong bàn tay Tiêu Phàm xuất hiện long văn kim châm. Chỉ bằng một cây kim châm cũng muốn giải độc, nói đùa cái gì. Sở Vân Phi chẳng thèm ngó tới nói, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Có ít người chính là quá tự cho là đúng, bò quá cao, có thời điểm ngã càng ác. Sở Hinh cũng vội vàng phụ họa một câu. Lúc này, những người khác cũng hiếu kỳ đi tới, mặc dù bọn hắn cũng khó chịu Tiêu Phàm đoạt danh tiếng bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng muốn kiến thức một cái Tiêu Phàm là như thế nào giải độc. Tiêu Phàm cười nhạt nhìn Sở Vân Phi một cái, nói ra, một châm là đủ. Vừa dứt lời, Long văn kim châm liền biến thành một đạo kim sắc lưu quang cắm vào ngực đại địa chi hùng, ngay sau đó từng đạo máu tươi màu đen bay vụt, từng đợt mùi gai mũi phun ra ngay lúc đó, cánh tay Tiêu Phàm dán tại chỗ ngực đại địa chi hùng đẩy hồn lực cuồn cuộn vào bên trong huyết mạch đại địa chi hùng, từ khi lĩnh ngộ kiếm đạo nhập vi chi cảnh, Tiêu Phàm đối với hồn lực khống chế cũng đạt tới một cái cấp độ khủng bố. Theo hồn lực Tiêu Phàm tràn vào, từng tia khí độc trong huyết mạch đại địa chi hùng tất cả đều hướng về ngực nó hội tụ. Không sai biệt lắm thời gian nửa chén trà nhỏ, xung quanh đại địa chi hùng đâu đâu cũng có máu tươi, xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng giễu cợt của Sở Vân Phi cùng Sở Hinh, rất có một phen phu sướng phụ tùy. Bất quá Tiêu Phàm một mực không có để ý tới, trong mắt hắn hai người này chỉ bất quá là vai hề nhảy nhót. Hô, đột nhiên Tiêu Phàm thu hồi bàn tay, khóe miệng phun ra một ngụm chọc khí. Một đạo kim sắc lưu quang từ thể nội đại địa chi hùng bắn ra, rơi vào trong tay Tiêu Phàm, trên trán Tiêu Phàm thẩm thấu ra mồ hôi lấm tấm. Kiếm Hồng Trần, ngươi sẽ không tưởng là như vậy thì có thể giải trừ độc trên người đại địa chi hùng chứ? Sở Vân Phi cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, nhìn thấy bộ dáng đại địa chi hùng suy yếu, trong lòng hắn liền khịt mũi coi thường. Không tin ngươi thì đi kiểm tra đi. Tiêu Phàm thủ thế mời, hắn phát hiện có thời điểm đả kích một người so với giết chết hắn càng có ý tứ. Ngươi cho rằng ngươi có lừa. Sở Vân Phi phóng xuất ra hồn lực bao phủ đại địa chi hùng, khinh thường nhìn Tiêu Phàm nói ra. Thật tốt, nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Sở Vân Phi, những người khác cũng kinh ngạc không thôi, ngay sau đó hồn lực đám người đều mãnh liệt hướng về đại địa chi hùng. Sau một khắc, thần sắc đám người đại biến, so với Sở Vân Phi cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ có Sở Linh Nhi coi như bình tĩnh. Bất quá ánh mắt nàng cũng lập lòe nhìn Tiêu Phàm, trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ chiến hồn loại độc, có thể thôn vệ cùng luyện hóa độc dược. Nguyên bản Sở Linh Nhi coi là trừ nàng ra, rốt cuộc không ai có thể giải trừ độc trên người ba con hồn thú này. Nhưng mà không nghĩ tới Tiêu Phàm làm dễ dàng như vậy, nàng phát hiện, bản thân càng ngày càng nhìn không thấu người huynh đệ này. Vòng thứ nhất thông cửa. Vòng thứ 2 98 điểm, mỗi một lần đều ổn áp nàng một đầu, mà hiện tại vòng thứ 3 giải độc là sở trường của nàng cũng vẫn bị Tiêu Phàm vượt qua. Trong lòng nàng cũng hơi có chút không phục, nguyên bản hạng nhất thuộc về nàng, lại cách Tiêu Phàm càng ngày càng gần. Một châm, vẻn vẹn một châm liền làm độc của đại địa chi hùng biến mất không còn một mảnh, thực sự là thần kỳ, Lăng Mỗ tự than thở không bằng. Đột nhiên, Lăng Ngạo cao ngạo mở miệng nói. Trước đó bởi vì Mộ Dung Lãng Trần cùng độc cô Mạc Trắc, Lăng Ngạo đắc tội Tiêu Phàm, nhưng hiện tại, hắn lại chủ động vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Giải độc chi thuật như thế, Sở Nguyệt cam bái hạ phong. Sở Nguyệt cũng hít sâu một cái nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng phát sinh biến hóa. Kiếm huynh đại tài, giới vạn thánh dược điển này đệ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Sở Vân Bắc cười ha ha một tiếng. Hắn cũng không nể đánh mặt đại ca Sở Vân Phi hắn. Những người khác cũng nhất nhất mở miệng, bọn hắn có người cho rằng Tiêu Phàm trước đó chỉ là tri thức lý luận vững chắc, nhưng hiện tại bọn hắn mới biết rõ năng lực Tiêu Phàm trên phương diện thực tiễn cũng người phi thường khủng bố. Tu sĩ ở đây chỉ có Sở Vân Phi cùng Sở Hinh sắc mặt âm trầm, hai người hận không thể tìm một cái khe hở chui xuống. Trong lòng Sở Vân Phi thậm chí đang thét gào. Hắn không minh bạch bản thân tại sao một lần lại một lần thua Tiêu Phàm, chẳng lẽ gia hỏa này là khắc tinh bản thân hay sao?
hồi tưởng lại Tiêu Phàm trước đó nói, Sở Vân Phi còn tưởng rằng Tiêu Phàm khoác lác, nhưng mà hắn vậy mà thực chỉ dùng một châm liền giải trừ độc dược của Đại Địa Chi Hùng. Sở Vân Phi lúc này mới phát hiện, mỗi một lần Tiêu Phàm khoe khoang khoác lác đều sẽ đứng ở thế bất bại, kỳ thật cũng không phải là hắn khoác lác, mà là hắn vốn có thực lực này. Tiêu Phàm không quan tâm đám người lấy lòng, hắn chỉ muốn lập tức rời nơi đây, biện pháp duy nhất chính là giải độc cho ba con hồn thú. Trở thành cửu phẩm luyện dược sư, Huyền Hoàng cửu châm Tiêu Phàm đã đạt tới cảnh giới sử dụng một châm liền có thể khứ trừ tật bệnh. Con thứ hai, Tiêu Phàm làm y giảng, lần này tốn thời gian ngắn hơn, vẻn vẹn không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền giải quyết. Con thứ ba tốn hao thời gian hơi lâu một chút, không sai biệt lắm gần nửa nén hương, giải trừ độc tố cho ba con hồn thú không đến nửa canh giờ. Trong lòng đám người nhấc lên một loại cảm giác bị thất bại mãnh liệt, bọn hắn có lẽ là thiên tài luyện dược, nhưng Tiêu Phàm đã siêu việt thiên tài, đạt tới cấp bậc yêu nghiệt. Phóng nhãn bên trong trẻ tuổi một đời chiến hồn đại lục, tại phương diện chế thuốc tuyệt đối là số một. Đang lúc đám người chuẩn bị chúc mừng, Tiêu Phàm lại nhìn về phía nơi xa Lục Bá Hậu nói, lão đầu, ta có thể rời khỏi chưa? Rời khỏi, đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Hắn không phải thành công hoàn thành tranh tài vòng thứ ba à, hơn nữa còn gần như hoàn mỹ giải trừ độc tố ba con hồn thú, hạng nhất trừ hắn ra không thể là ai khác a được hạng nhất, chỉ vì rời khỏi tranh tài. Đám người hoàn toàn không cách nào lý giải quyết định của Tiêu Phàm. Bất quá giờ khắc này hình tượng Tiêu Phàm trong lòng bọn hắn lại biến vô cùng cao lớn. Nhất là trước đó đối với Tiêu Phàm chẳng thèm ngó tới, thỉnh thoảng châm chọc, bọn hắn phát hiện bản thân thực chỉ là thằng hề mà thôi, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây biểu diễn bản thân, Tiêu Phàm chỗ nào nhìn tới bọn hắn. Liền hạng nhất Tiêu Phàm đều không để trong mắt, làm sao có thể đem bọn hắn đặt ở trong lòng đây. Ngươi thật muốn rời khỏi, Lục Bá Hậu cũng bị Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Lấy Tiêu Phàm biểu hiện, hạng nhất cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Tiểu tử này vậy mà đối với hạng nhất mảy may không quan tâm, Lục Bá Hậu ngay từ đầu còn tưởng rằng Tiêu Phàm là giả, nhưng hiện tại hắn phát hiện Tiêu Phàm là thật không đặc biệt quan tâm. Lục Bá Hậu không khỏi hồi tưởng lại câu nói trước đó Tiêu Phàm nói với bọn họ, ở trong mắt các ngươi là bảo vật vô giá, trong mắt ta có lẽ không đáng một văn. Căn bản không phải Tiêu Phàm cố ý giả thanh cao. Bởi vì có chút đồ vật trong lòng Tiêu Phàm là bảo vật vô giá, nhưng trong mắt những người khác cũng có thể không đáng một văn, liền tựa như tình thân. Rời khỏi, Tiêu Phàm thập phần chắc chắn nói, hắn hiện tại chỉ lo lắng an nguy mẫu thân hắn cùng hề lão, cái gì hạng nhất, ban thưởng, hắn hoàn toàn không để trong mắt. Vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi. Sắc mặt Lục Bá Hậu có chút âm trầm, đột nhiên một trưởng hướng về hư không đánh tới, hư không xuất hiện một đạo hư không liệt phùng. Hư không liệt phùng một mảnh đen kịt, căn bản nhìn không thấu bên trong có cái gì, Tiêu Phàm cau mày nhìn Lục Bá Hậu nói, ngươi xác định đây là đường ra ngoài. Trước đó rời nơi này là một đạo quang môn, bây giờ lại biến thành hư không liệt phùng, Tiêu Phàm không phải người ngu, làm sao có thể mặc cho người định đoạt đâu. Ta biết ngươi muốn ra ngoài, ngươi cũng không cần kiếm chuyện, nếu không rời khỏi vậy liền tiếp tục. Lục Bá Hậu xem thường nhìn Tiêu Phàm nói. Vừa dứt lời. Hắn liền chuẩn bị quan bế quang môn, nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên hóa thành một vệt sáng xông vào trong hư không liệt phùng. Lục Bá Hậu thấy thế vội vàng quan bế hư không liệt phùng, phảng phất sợ Tiêu Phàm trở về, cùng lúc đó hắn nhếch miệng lên một vòng cười tà, tựa như âm mưu đạt được. Các ngươi còn có thời gian một nén nhang, tiếp tục tranh tài. Lục Bá Hậu nhìn về phía đám người nói, phất tay, lại có ba con hồn thú xuất hiện. Ba con hồn thú trước đó lại biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm tiến vào hư không liệt phùng, nguyên bản không gian tối tăm khi hắn tiến vào đột nhiên có một đạo hoàng sắc quang mang từ tầm mắt hắn lóe qua. Khi hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện bản thân xuất hiện ở trong phòng sáng tỏ, căn bản không có rời đi vạn thánh dược các. Trong đầu Tiêu Phàm lóe qua suy nghĩ thứ nhất chính là mình bị lừa. Lão tiểu tử, ngươi dám gạt ta? Tiêu Phàm hét giận dữ. Triệu hồi ra Tu La kiếm hướng về hư không chém tới, hư không nổi lên một đạo gợn sóng, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thử nghiệm nhiều lần, Tiêu Phàm lại tốn công vô ích, sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó nhìn, lúc này một đạo thanh âm đột nhiên quanh quẩn trong phòng. Người trẻ tuổi, người tốt nhất vẫn là an tĩnh chút. Thanh âm Lục Bá Hậu vang lên. Lão tiểu tử,
cút đi ra cho ta, ta muốn cùng ngươi sinh tử chiến, để ngươi lại chết một lần. Tiêu Phàm phẫn nộ gầm thét. Ta đây là tàn niệm, dù sao cũng tiêu tán, vẫn là câu nói kia, ta bảo đảm mẫu thân ngươi không có việc gì, bất quá tiền đề là ngươi nguyện ý thu hoạch được truyền thừa vạn thánh dược các. Lục Bá Hậu lợn chết không sợ nước sôi, cái gì tử vong, hắn căn bản không lo lắng. Ngươi cho ta tới nơi này chính là để cho ta truyền thừa vạn thánh dược các. Tiêu Phàm ngữ khí kinh ngạc vô cùng, nhưng trong lòng thì buông lỏng một hơi, hắn còn tưởng rằng lão tiểu tử này muốn cho bản thân làm cái gì khác. Nếu như chỉ là kế thừa truyền thừa mà nói, Tiêu Phàm ngược lại cũng sẽ không để ý. Không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý kế thừa truyền thừa vạn thánh dược các, lập tức liền để ngươi rời đi. Thanh âm Lục Bá Hậu tiếp tục truyền đến. Truyền thừa vạn thánh dược các kém như vậy sao? Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm, nghe nói như thế, Lục Bá Hậu cùng Yến các chủ, Trương Văn Cẩn ba người kém chút triệt để bộc phát. Bất quá nói lại, Tiêu Phàm nói cũng không phải không có lý, đường đường truyền thừa vạn thánh dược các vậy mà cưỡng bức người kế thừa, đây không phải kém thì là cái gì chứ? Trong phòng lâm vào cảnh tạm yên tĩnh, lúc này, thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên, bên ngoài còn có không ít người thiên phú luyện dược không tồi. Vì cái gì nhất định muốn ta kế thừa? Tiêu Phàm không tin, trên đời này chỗ nào có dạng sự tình tốt như thế, truyền thừa gì đều rơi vào trong tay hắn. Vạn thánh dược các nắm giữ hơn vạn tàn niệm dược thánh, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh vạn thánh dược các bất phàm, theo lý thuyết, dạng truyền thừa này rất nhiều người đều sẽ tranh phá đi kế thừa mới đúng. Mà Lục Bá Hậu mặt dày mày dạn muốn đem truyền thừa cho bản thân, Tiêu Phàm cũng không phải đồ đần. Làm sao không hỏi rõ ràng? Huống chi, nắm giữ tu la truyền thừa, trở thành dược thần cũng chỉ là vấn đề sớm muộn, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không thái quá quan tâm truyền thừa vạn thánh dược các. Bởi vì chỉ có ngươi mới có tư cách tiếp nhận nhân quả vạn thánh dược các. Lại một đạo thanh âm vang lên, lần này nói chuyện lại không phải Lục Bá Hậu, mà là Trương Văn Cẩn. Lời còn chưa dứt, trước người Tiêu Phàm liền hiện ra một vệt ánh sáng, đó là một thanh bào lão giả. Mặt mũi hiền lành nhìn Tiêu Phàm. Nhân quả gì? Vì sao chỉ có ta mới có tư cách? Đối với Trương Văn Cẩn, thái độ Tiêu Phàm vẫn tốt hơn rất nhiều, thật sự là Lục Bá Hậu quá thiếu đòn. Nhân quả phong ấn chi địa sở ra, về phần tại sao là ngươi, chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Trương Văn Cẩn thản nhiên nói. Là bởi vì mệnh cách ta. Tiêu Phàm cau mày, câu chuyện về mệnh cách quá mức hư vô phiêu miểu. Đến hiện tại Tiêu Phàm đều không tán đồng, trừ phi hắn có thể đủ chân thực cảm ứng được mệnh cách tồn tại. Không sai, mệnh cách ngươi cực kỳ nặng nề, so với mẫu thân ngươi còn cường đại hơn rất nhiều, cũng chỉ có ngươi mới có thể tiếp tục phong ấn quái vật. Trương Văn Cẩn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ tán thưởng. Quái vật, phong ấn chi địa đến cùng phong ấn cái gì? Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại. Nghe được hai chữ quái vật, Tiêu Phàm bị dọa không nhẹ. Trong lòng càng thêm lo lắng an nguy mẫu thân hắn, một khi quái vật xuất thế, phong ấn chi địa tất nhiên đứng mũi chịu sào. Chọc mệnh thiên vĩ, Trương Văn Cẩn âm trầm nói, khi ra mấy chữ này, Tiêu Phàm có thể cảm giác được hắn rõ ràng khẩn trương không ít. Chọc mệnh thiên vĩ, Tiêu Phàm vô cùng nghi hoặc, một chút ấn tượng đều không có, dù là bên trong tu la truyền thừa cũng không có ký ức liên quan tới chọc mệnh thiên vĩ. Bất quá hắn cũng biết rõ. Có thể phóng xuất ra quái vật mệnh chọc chi khí là không đơn giản. Chọc mệnh thiên vĩ có thể thôn phệ thọ nguyên vạn linh, những nơi đi qua, vạn vật một mảnh tĩnh mịch, cho dù là chiến thần cũng không trốn thoát, nó thôn phệ thọ nguyên bài xuất khí thải chính là mệnh chọc chi khí, vẫn có thể ăn mòn thọ nguyên vạn vật. Trương Văn Cẩn lời ít mà ý nhiều giới thiệu chọc mệnh thiên vĩ. Nói ra những lời này, ngữ khí hắn vẫn như cũ có chút run rẩy, có thể thấy trong lòng hắn chấn kinh. Tiêu Phàm nghe được những lời này, trợn mắt hốc mồm đứng ở đó, cả người tựa như cứng ngắc, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Thôn phệ thọ nguyên vạn linh, bài xuất khí thải lại là mệnh chọc chi khí, những tin tức này mang cho kinh ngạc Tiêu Phàm quá lớn, chọc mệnh thiên vĩ là muốn nghịch thiên sao? Phải biết, mệnh chọc chi khí dù là chiến thánh cảnh đều chạm vào hẳn phải chết, mà cái này vẻn vẹn là khí thải mà thôi, khí thải đối với nhân loại mà nói, chẳng phải là cái kia. Vừa nghĩ tới bản thân trước đó luyện hóa không được ít mệnh chọc chi khí, trong lòng Tiêu Phàm liền một trận buồn nôn, bữa cơm đêm qua đều kém chút phun ra, hắn không cách nào tiếp tục nghĩ. Tiền bối,
người đã nói Trọng Mệnh Thiên Vĩ đáng sợ như vậy, ta đây cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, làm sao có thể trấn áp nó. Tiêu Phàm vội vàng lắc lắc đầu nói. Mặc dù hắn không sợ mệnh chọc chi khí, nhưng nếu như bị Trọng Mệnh Thiên Vĩ thôn vệ mà nói, có một vạn cái mạng cũng không phải là đối thủ của nó. Vạn thánh dự các truyền thừa có lẽ không tồi, nhưng Tiêu Phàm không phải người ngu, không có mệnh, cho dù có truyền thừa thì có ý nghĩa gì chứ? Không, những người khác xác thực không làm gì được Trọng Mệnh Thiên Vĩ, nhưng người khác biệt, mệnh cách ngươi nặng nề đến cực điểm, Trọng Mệnh Thiên Vĩ không nuốt được thọ nguyên ngươi. Trương Văn Cẩn vội vàng giải thích nói. Các ngươi xác định như vậy, chẳng lẽ tìm người thử qua? Nếu như thử qua, tại sao không có giết chết nó? Tiêu Phàm nhất định là không tin. Trọng Mệnh Thiên Vĩ đáng sợ như thế, Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn bọn hắn chỉ là đang lừa dối hắn mà thôi, Tiêu Phàm sẽ không dùng mạng nhỏ bản thân đem làm trò đùa. Cái gì mệnh cách nặng nề như núi, đồ vật này nhìn không thấy, sợ không được, ai biết rõ là thật hay giả đây. Trương Văn Cẩn trong lúc nhất thời không biết thuyết phục như thế nào, cái này chỉ là bọn hắn căn cứ tình hình chiến đấu năm đó tổng kết ra mà thôi, xác thực không có cụ thể luận chứng. Bất quá, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này, vạn thánh dược các sắp biến mất, vô luận như thế nào đều phải tìm một người kế thừa truyền thừa, cùng ứng phó Trọng Mệnh Thiên Vĩ. Tiểu Hữu, nếu như vạn thánh dược các đem hết toàn lực lại phong ấn Trọng Mệnh Thiên Vĩ mấy năm, người có bằng lòng đáp ứng hay không? Trương Văn Cẩn tiếp tục nói. Tiêu Phàm có chút do dự, thời gian mấy năm hắn cũng không biết mình có thể đạt đến cấp độ gì, có lẽ vẫn không thể nào là đối thủ Trọng Mệnh Thiên Vĩ. Nhìn thấy Tiêu Phàm có chút buông lỏng, Trương Văn Cẩn vội vàng lại nói, coi như ngươi không đáp ứng, Trọng Mệnh Thiên Vĩ cũng sẽ xuất thế, chỉ cần là sinh linh chiến hồn đại lục nó đều sẽ không bỏ qua, nó muốn trưởng thành cùng khôi phục nhất định phải thôn phệ thọ nguyên vạn linh, thân hữu ngươi, người nhà ngươi đến thời điểm đó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Phàm cau mày, lời này Trương Văn Cẩn nói không sai, nếu như Trọng Mệnh Thiên Vĩ xuất thế, đến thời điểm không ngừng sở ra sẽ diệt vong, chiến hồn đại lục cũng khó trốn một kiếp. Hắn cũng rốt cục biết rõ, vạn thánh dược các cũng không phải là muốn đem truyền thừa truyền cho hắn, chỉ là đem truyền thừa đền bù tổn thất xem như hắn đối phó Trọng Mệnh Thiên Vĩ mà thôi. Hiện tại chỉ cần ngươi đáp ứng, vạn thánh dược các truyền thừa cho ngươi, chỉ ít để ngươi trở thành dược thần là không có bất cứ vấn đề gì, mà ngươi lại không cần bỏ ra bất luận cái gì. Nếu như một ngày kia ngươi cảm thấy vạn thánh dược các truyền thừa trở thành chướng ngại, ngươi đều có thể đưa cho những người khác, chúng ta chỉ là không muốn vạn thánh dược các truyền thừa đứt đoạn tại chiến hồn đại lục mà thôi. Thái độ Trương Văn Cẩn cực kỳ thành khẩn. Tiêu Phàm cũng bị Trương Văn Cẩn thuyết phục, ngưng tiếng nói, ngươi mặc dù nói không sai, Trọng Mệnh Thiên Vĩ có lẽ tương lai sẽ trở thành địch nhân ta, nhưng chí ít không phải hiện tại, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn để cho ta kế thừa vạn thánh dược các truyền thừa, nhưng ta vẫn không tin trên đời này có dạng sự tình tốt như vậy. Đổi lại một người khác có lẽ đã sớm đáp ứng, nhưng tâm Tiêu Phàm kiên định biết bao, làm sao có thể bị dụ hoặc. Đương nhiên, cũng là bởi vì cám dỗ này đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không tính là gì, đối với hắn không có tác dụng thực chất. Ai, ngươi còn không tin vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, lần này Trọng Mệnh Thiên Vĩ sắp xuất thế, vạn thánh dược các sẽ dốc hết toàn lực phong ấn nó, đáng tiếc, vạn thánh dược các vạn năm bồi dưỡng phiến dược viên liền lãng phí. Trương Văn Cẩn thở dài nói. Ngươi mới vừa nói cái gì dược viên? Đột nhiên màng nhĩ Tiêu Phàm rung động một cái, thần sắc hơi động một chút. Sau đó phát hiện có chút không thích hợp, bản thân hỏi như vậy cũng quá trực tiếp, lại ho nhẹ một tiếng, đổi một cái đề tài nói, tiền bối, vạn thánh dược các chẳng lẽ không chỉ lớn như vậy? Trương Văn Cẩn gật đầu nói, đương nhiên không chỉ lớn như vậy, bằng không ngươi cho rằng ba con hồn thú làm sao tới? Vạn thánh dược các vạn năm trước đó dù sao cũng là đại thế lực một phương, làm sao có thể không có không gian bí cảnh đây? Nếu như kế thừa vạn thánh dược các, có thể được vùng không gian bí cảnh kia hay không? Tiêu Phàm cười híp mắt nói ra. Đương nhiên có thể. Trương Văn Cẩn chỗ nào nhìn không ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, không chút do dự nói. Vậy ta đáp ứng. Tiêu Phàm đột nhiên nói năng có khí phách nói ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm đáp ứng. Trương Văn Cẩn cũng lộ ra vẻ sán lạn, nói ra, sớm biết rõ ngươi sẽ đáp ứng ta cũng không cần lãng phí nhiều nước bọt như vậy. Ngươi là một đạo tàn niệm mà thôi, có nước bọt sao? Tiêu Phàm oán thầm,
trong lòng trầm ngâm, người nói kế thừa vạn thánh dược các truyền thừa có thể có được dược viên vạn năm, ta cũng đã sớm đáp ứng. Một phần truyền thừa, Tiêu Phàm tự nhiên không để trong lòng, nhưng nếu có dược viên vạn năm, vậy liền hoàn toàn không giống. Hiện tại Tu La Điện vừa mới thành lập, thiếu nhất là cái gì, chính là tài nguyên. Linh dược đối với một thế lực phát triển là cực kỳ trọng yếu, mà vạn thánh dược các xem như đại thế lực vạn năm trước, nắm giữ hơn vạn dược thánh, dược viên làm sao có thể bình thường. Tiêu Phàm gặp qua dược viên bên trong thần dược các sở ra, nếu như có thể, Tiêu Phàm đã sớm đem những dược viên này lấy hết. Bây giờ vạn thánh dược các đưa tới cửa, Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tiền bối, người dẫn ta đi nhìn dược viên kia, Tiêu Phàm thử dò xét nói, rất hiển nhiên, hắn vẫn như cũ có chút không tin. Chỉ cần ngươi kế thừa vạn thánh dược các truyền thừa, liền có thể khống chế mảnh dược viên này. Trương Văn Cẩn ý vị thâm trường cười nói. Lại là một lão hồ ly. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng, bất quá mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, hỏi các ngươi xác định có thể cam đoan an nguy mẫu thân của ta. Mặt khác, vậy ta như thế nào mới có thể kế thừa vạn thánh dược các truyền thừa? Ngươi yên tâm, chúng ta có thể cam đoan mẫu thân ngươi an toàn. Bất quá cho ngươi tối đa là 7 ngày thời gian, ngươi nhất định phải kế thừa truyền thừa vạn thánh dược các. Sắc mặt Trương Văn Cẩn lại trở nên thận trọng. Các ngươi để truyền thừa cho ta, những người bên ngoài kia thì sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Trương Văn Cẩn, hắn luôn cảm giác vạn thánh dược điển này quá lắc lư người. Ngươi kế thừa vạn thánh dược các truyền thừa, tự nhiên bọn hắn không có chuyện gì, bất quá chúng ta sẽ sắp xếp thực lực bọn hắn một cái. Sau đó sở ra sẽ ban thưởng cho bọn hắn tương ứng. Dù sao chúng ta cũng chỉ là không có việc gì mới cử hành vạn thánh dược điển tìm việc vui, thuận tiện chỉ đạo bọn hắn một chút. Trương Văn Cẩn cười ha hả nói. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, mấy lão đầu này quá vô sỉ, nếu để cho sở ra cùng luyện dược sư khác nghe nói như thế, đoán chừng muốn giết bọn hắn. Đương nhiên, Trương Văn Cẩn vội ho một tiếng. Tiếp tục nói, tại thời điểm ngươi kế thừa vạn thánh dược các truyền thừa, 20 bọn hắn cũng có cơ hội lĩnh hội nửa phần trên vạn thánh dược điển, về phần bọn hắn có thể có được bao nhiêu, vậy liền nhìn tạo hóa bọn hắn. Vậy thì bắt đầu đi, ta như thế nào mới có thể nhận truyền thừa vạn thánh dược các? Tiêu Phàm gật đầu nói, nhìn thấy quyển sách kia chứ, chính là vạn thánh dược điển, chỉ cần ngươi luyện hóa nó là có thể có được truyền thừa vạn thánh dược các. Trương Văn Cẩn chỉ thứ cách đó không xa nói. Tiêu Phàm theo ánh mắt Trương Văn Cẩn nhìn lại, cách hơn 2 trượng có trưng bày một cái bàn gỗ, phía trên bàn gỗ lơ lửng một quyển sách. Sách tản ra ánh sáng màu trắng sáng tựa như không phải chân thực tồn tại, từng đạo sương mù màu trắng phía trên nó tràn ngập khắp nơi, bao phủ phòng ốc. Tiêu Phàm lúc này mới đánh giá bố cục gian phòng không nhỏ, không sai biệt lắm có vài chục trượng. Bốn phía gian phòng trưng bày từng dãy giá sách, trên giá sách xếp lít nha lít nhít sách vở. Trong những quyển sách kia có từng đạo phù quang phiêu tán mà ra, hướng về ánh sáng màu trắng của quyển sách trên bàn gỗ, cuối cùng dung nhập trong đó. Trên mặt Tiêu Phàm đều là vẻ ngạc nhiên, nhìn thấy bạch sắc thư tịch, Tiêu Phàm có loại cảm giác hết sức quen thuộc. Thứ này cùng vô tận chiến điển rất giống. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, sau đó trong lòng lại nói, không đúng. Vẫn có chút không giống, vô tận chiến điển chính là thực vật, vạn thánh dược điển lại không tồn tại chân thực. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy vạn thánh dược điển, trong lòng Tiêu Phàm cảm giác có chút không thoải mái, như có một cái ý niệm trong đầu ngăn cản hắn đi luyện hóa. Đối với linh giác bản thân, Tiêu Phàm vẫn luôn rất tin tưởng, hắn cũng cho bản thân lưu một cái tâm nhãn, Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn bọn hắn quả thực là muốn bản thân được vạn thánh dược các truyền thừa. Đoán chừng nguyên nhân mấu chốt vẫn là bởi vì vạn thánh dược điển. Vì Tu La Điện chỉ có thể liều, bản thân chú ý vạn thánh dược điển một chút là được. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, liền hướng lấy vạn thánh dược điển đi đến. Nhỏ vào một giọt tinh huyết liền có thể. Trương Văn Cẩn nhìn Tiêu Phàm cười ha hả chỉ điểm. Tiêu Phàm do dự một lúc, vẫn bước ra một chút tinh huyết, lúc tinh huyết dung nhập vạn thánh dược điển, cả phòng đột nhiên bạch quang đại thịnh. Vạn thánh dược điển lơ lửng đỉnh đầu Tiêu Phàm, tung xuống quang mang thánh khiết, giá sách bốn phía đột nhiên bắt đầu tự động lật qua lật lại, mỗi một lần lật qua lật lại đều kích xạ ra một đạo quang mang, dung nhập bên trong vạn thánh dược điển. Giờ khắc này, bạch quang lượn lờ trong phòng, tựa như vô tận lưu hành,
đâm vào hai mắt người có chút không mở ra được. Tiêu Phàm đột nhiên cuộn lại hai chân, cả người lơ lửng tại hư không, mặc cho lưu quang bốn phía gào thét mà tới, vô số tin tức đánh thẳng vào đầu óc hắn. Ngay lúc đó, tàn niệm Trương Văn Cẩn tại chỗ biến mất, tiến vào trong đại sảnh một gian khác, Yến các chủ cùng Lục Bá Hậu tựa như đã chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy Trương Văn Cẩn xuất hiện, ánh mắt hai người lộ ra vẻ chờ mong. Thành công, Trương Văn Cẩn cười nói, thở dài một hơi. Tiểu tử này thật đúng là gia hỏa ăn mềm không ăn cứng, cho hắn thứ tốt đẹp như hắn lại còn cự tuyệt, lão tử hận không thể xé hắn. Lục Bá Hậu nổi giận mắng. Tạm thời mà nói đúng là chỗ tốt, nhưng là nếu như chọc mệnh thiên vĩ phá vỡ phong ấn, khẳng định trước tiên cảm ứng khí tức vạn thánh dược điển, tất nhiên sẽ tìm hắn để gây sự. Dù sao, ban đầu là chúng ta tốn hao cực lớn đại giới đem chọc mệnh thiên vĩ phong ấn. Một khi hắn luyện hóa vạn thánh dược điển cũng tương đương với tiếp nhận phần nhân quả này, hơn nữa chúng ta cũng coi là lợi dụng hắn, bất quá hắn cũng không có chỗ xấu. Trong mắt Yến các chủ lóe qua một vòng tinh quang. Không sai, nếu như chọc mệnh thiên vĩ xuất thế là sẽ không bỏ qua bất luận sinh linh gì, chúng ta hiện tại lợi dụng nó bảo hộ vạn thánh dược điển, hắn cũng có thể lợi dụng tất cả bên trong vạn thánh dược điển, chúng ta xem như theo nhu cầu lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lục Bá Hậu gật đầu. Ta liền lo lắng, nếu như hắn biết rõ chân tướng thì sẽ như thế nào. Những ngày qua bằng vào ta biết đối với người này, hắn không phải cuồng vọng tự đại như vậy, hơn nữa thập phần trọng cảm tình. Trương Văn Cẩn lộ ra vẻ lo lắng. Chúng ta đều nhanh sẽ tiêu tán, dù sao xử lý việc này là bản tôn chúng ta, đã không quan hệ gì tới chúng ta. Lục Bá Hậu cười ha ha một tiếng nói. Nghe nói như thế, Trương Văn Cẩn cùng Yến các chủ cũng lộ ra ý cười. Lại nói khi Tiêu Phàm nhỏ máu vào vạn thánh dược điển, đầu liền nhận vô số tin tức trùng kích, Tiêu Phàm không chút do dự đem tâm thần chia mấy phần, tách ra tiếp nhận tin tức bàng bạc. Trong đầu Tiêu Phàm, linh hồn chia ra làm bốn, theo những tin tức kia tràn vào, Tiêu Phàm phát hiện, bốn phần tâm thần càng ngày càng độc lập, chậm chậm bắt đầu không ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể cảm giác bốn đạo linh hồn chi lực lại nhanh chóng mạnh lên. Nếu như ngay từ đầu bốn phần linh hồn chi lực chỉ là tương đương với thực lực chiến thánh trung kỳ, vậy hiện tại đã tương đương với chiến thánh hậu kỳ, hơn nữa còn không có xu thế đình chỉ. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, lâu như vậy đến nay, hắn một mực đang nghĩ như thế nào để linh hồn chia ra làm bốn, hồi lâu cũng không thành công, không nghĩ tới hôm nay làm được. Mặt khác, hắn cũng một mực tìm kiếm phương pháp tu luyện linh hồn, nhưng hôm nay lại cho hắn gợi mở, hắn đại khái tìm tòi ra phương pháp tu luyện linh hồn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đã không còn để ý tới vạn thánh dược điển sẽ mang đến hậu quả gì, hắn chỉ muốn nhất cổ tác khí, để linh hồn chi lực càng thêm cường đại. Tiêu Phàm trong phòng lưu quang bắn ra bốn phía, theo thời gian trôi qua, điểm sáng màu trắng càng ngày càng nhiều, vạn thánh dược điển trên đỉnh đầu hắn cũng trở nên có chút ố vàng. Văn tự phía trên tựa như sống lại, tất cả đều tràn vào trong đầu Tiêu Phàm. Ngay từ đầu khí tức trên người Tiêu Phàm thập phần cuồng bạo, sau nửa ngày, khí tức trên người Tiêu Phàm rốt cục bình tĩnh xuống, bất quá vẫn có thể cảm giác được khí tức hắn đang không ngừng tăng cường. Trong ý thức Tiêu Phàm, bốn đạo thân ảnh giống nhau như đúc ngồi xếp bằng, trên thân mỗi người phát ra khí tức cơ hồ giống nhau như đúc. Linh hồn tứ phân, rốt cục ổn định. Trên mặt Tiêu Phàm hiện lên nụ cười, hắn hiện tại đối với vạn thánh dược điển ngược lại không còn cảm thấy hứng thú. Linh hồn tứ phân, cùng bốn phần tâm thần là hoàn toàn không giống, linh hồn có thể đơn độc tồn tại, mà tâm thần lại chỉ có thể chiếm cứ bên trong ý thức. Có thể nói như vậy, hiện tại bốn phần linh hồn Tiêu Phàm nếu như trong đó một phần bị hao tổn, với hắn mà nói cũng không có trở ngại, nếu là những người khác, vậy thì nhất định phải tốn hao số lớn thời gian mới có thể chữa trị như cũ. Hơn nữa, thời gian Tiêu Phàm tu luyện tương đương với bốn người khác, đây đối với Tiêu Phàm mà nói là ưu thế không gì sánh kịp. Trước đó hắn còn nghĩ tâm thần song tu sẽ chậm trễ thời gian, nhưng hiện tại nhìn đến, cho dù là thần thể song tu, mỗi một hạng tu luyện, hắn cũng so với người khác nhiều gấp đôi. Một bên hấp thu tin tức vạn thánh dược điển, một bên lấy linh hồn cường đại, một đạo linh hồn có lẽ khó mà tiếp nhận những tin tức này. Nhưng Tiêu Phàm hiện tại có bốn đạo, áp lực lập tức đại giảm. Nếu như là trước đó, trong vòng 7 ngày Tiêu Phàm không có tự tin luyện hóa vạn thánh dược điển, nhưng hiện tại, Tiêu Phàm tràn ngập lòng tin.
Tiêu Phàm cũng đang nghĩ chính mình phải chăng nên thử nghiệm tiếp tục phân liệt linh hồn chi lực, sau khi nghĩ sâu tính kỹ, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn phủ định. Mặc dù nói linh hồn càng nhiều càng tốt, nhưng nếu như phân liệt mà nói, mỗi một linh hồn cường độ liền không chừng như trước, liền tựa như trước đó chưa phân nứt, linh hồn cường độ hắn tương đương với chiến thánh đỉnh phong. Nhưng sau khi chia ra làm bốn, cường độ bốn đạo linh hồn cũng tương đương với chiến thánh hậu kỳ mà thôi, một khi tiếp tục phân liệt, cường độ linh hồn sẽ chỉ yếu hơn. Không có lòng tin đem cường độ linh hồn phân liệt tăng lên, Tiêu Phàm cảm thấy còn không lớn bằng uy lực bốn đạo linh hồn đang có. Bất quá, Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác, linh hồn mấy người chia ra làm bốn, bốn đạo linh hồn phải chăng có thể rời nhục thể đơn độc tồn tại? Nếu như có thể làm đến bước này, chẳng phải là tương đương với bản thân có ba đạo phân thân? Nếu quả thật có thể khiến cho phân thân rời thể, chỉ cần bản thể không chết ta liền nắm giữ vô hạn năng lực trọng sinh phân thân, cho dù vượt giai chiến đấu ta sợ gì người khác. Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Phàm đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng biết rõ, linh hồn muốn ly thể ngưng tụ phân thân cũng không phải là tùy tiện có thể làm được, cái này cần một quá trình dài dằng dặc. Đúng rồi, chiến thần điện điện chủ chẳng phải có vô số lôi thân sao? Hắn làm thế nào, chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ năng lực linh hồn phân liệt? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới điện chủ chiến thần điện. Cho đến bây giờ, hắn đã hai lần gặp được phân thân điện chủ chiến thần điện, dù là phân thân đệ tam đều có được thực lực chiến thánh đỉnh phong. Nếu như Tiêu Phàm có thể làm đến bước này, tương lai gặp phải điện chủ chiến thần điện còn gì phải sợ. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm hơi có chút kích động, một linh hồn phân thân trong đó tâm thần dẫn ra vô tận chiến hồn, bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm phương pháp, mặt khác ba linh hồn phân thân liền nhanh chóng tự hỏi. Đây chính là chỗ kinh khủng nắm giữ năng lực linh hồn phân liệt, cũng khó trách đế thương đều cực kỳ hâm mộ loại năng lực này. Thời gian từng ngày trôi qua, đột nhiên Tiêu Phàm mở hai mắt ra, trên người phóng hồn lực ba động đáng sợ, sau một khắc, một vệt sáng từ mi tâm hắn bắn ra. Ngay sau đó, bên cạnh hắn đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh, nếu như những người khác nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì đạo thân ảnh này cùng hình dạng Tiêu Phàm vậy mà giống nhau như đúc. Phốc, một tiếng vang giòn, đạo thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo hồn lực ba động quét sạch bốn phía. Vẫn kém một chút. Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu, bất quá, cái này cũng chứng minh phương pháp bên trong tu la truyền thừa liên quan tới phân thân tu luyện là chính xác, chỉ là ta còn chưa đột phá chiến thần cảnh, tu la thần lực cũng không phải là chân chính thần lực, còn không đủ để tùy tiện gánh chịu linh hồn phân thân. Mà lôi thân điện chủ chiến thần điện sở dĩ có thể tồn tại, thứ nhất là ý niệm hắn đủ mạnh, dù chỉ là ý niệm cũng có thể ngưng tụ thời gian dài không tiêu tan. Nếu như dung nhập lôi điện bên trong liền có thể ngưng tụ một đạo phân thân. Bất quá, phân thân điện chủ chiến thần điện vô luận tu luyện như thế nào đều sẽ không mạnh, mà linh hồn phân thân lại không giống nhau, bởi vì linh hồn là đơn độc tồn tại, linh hồn phân thân có thể theo linh hồn mạnh lên, càng thêm cường đại. Thăm dò một phen, Tiêu Phàm minh bạch rất nhiều, hắn cũng không có chỉ vì cái trước mắt, tiếp tục theo bản thân thử nghiệm. Một lần, hai lần, 10 lần. 100 lần. Mấy ngày đã qua, ở bên cạnh hắn một lần lại một lần xuất hiện một đạo thân ảnh, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, thời gian đạo thân ảnh kéo dài càng ngày càng lâu. Phốc một tiếng, lần nữa hóa thành một sợi thanh yên biến mất ở không trung. Một canh giờ, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười, 10 giọt tu la thần lực tăng thêm kiếm đạo nhập vi khống chế đối với hồn lực có thể kiên trì một canh giờ đã không tệ. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Phàm đã có thể ngưng tụ một đạo linh hồn phân thân, hơn nữa còn có thể kéo dài một canh giờ, cũng đừng xem thường một canh giờ này, bên trong chiến đấu nếu như đột nhiên thêm một đạo linh hồn phân thân là có thể chuyển biến chiến cuộc. Nhưng làm Tiêu Phàm im lặng là bởi vì linh hồn cường đại, linh hồn phân thân hắn ngưng tụ vậy mà tương đương với chiến thánh hậu kỳ, so với bản thân hắn còn cao hơn một cảnh giới. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói Tiêu Phàm đã có thể thi triển thiên địa chi ý, chỉ là lực lượng tương đương chiến thánh hậu kỳ mà thôi. Nếu như luận chân chính chiến lực mà nói, linh hồn phân thân chiến thánh cảnh hậu kỳ còn không bằng thực lực chiến thánh cảnh trung kỳ của bản thể. Bất quá Tiêu Phàm cũng hài lòng, chỉ cần tiêu hao 10 giọt tu la thần lực liền có thể lăng không sáng tạo một cường giả tương đương với chiến thánh cảnh hậu kỳ, còn có thể hy vọng xa vời gì đây. Thu liễm tâm thần.
bốn đạo linh hồn Tiêu Phàm dung hợp tại cùng một chỗ, hắn phát hiện trong đầu của mình nhiều rất nhiều tin tức liên quan tới luyện dược. Sau đó ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Vạn Thánh Dược Điển đỉnh đầu, quang mang Vạn Thánh Dược Điển vẫn như cũ, chỉ là so với trước muốn ngưng thực không ít. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vạn Thánh Dược Điển bỗng nhiên biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở bên trong tiểu thiên địa. Dẫn ra Vạn Thánh Dược Điển, Tiêu Phàm phát hiện mình ở phương diện chế thuốc rõ ràng rất nhiều, hắn không khỏi nghĩ đến Diệu Dụng Vô Tận Chiến Điển. Chẳng lẽ Vạn Thánh Dược Điển cùng Vô Tận Chiến Điển có gì khúc đồng công chi diệu? Tiêu Phàm nghĩ thầm, nếu quả thật là như thế, nhiều thêm Vô Tận Chiến Điển ngược lại cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, Tiêu Phàm cảm giác mình có thể dễ dàng thao túng Vạn Thánh Dược Các, thậm chí còn có thể đi vào một không gian kỳ lạ. Tiêu Phàm biết rõ, cái kia nhất định là không gian bí cảnh Vạn Thánh Dược Các. Hô, đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào không gian kia bí cảnh, ba đạo lưu quang đột nhiên thoáng hiện, xuất hiện cách Tiêu Phàm không xa, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm nói, chúc mừng tiểu hữu thành công thu hoạch được Vạn Thánh Dược Các truyền thừa. Ta biết rõ các ngươi không hảo tâm gì, bất quá ta cũng nhận. Tiêu Phàm xem thường nhìn mấy người một cái. Ba người cười khan một tiếng, Trương Văn Cẩn nói ra. Biên giới cấm địa sở ra, Sở Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không, quan sát xương máu lượn lờ nơi xa, nơi đó tản ra khí tức đáng sợ, sắc mặt Sở Lăng Tiêu trầm trọng tới cực điểm. Nhị trưởng lão đứng sau lưng hắn, không dám thở mạnh. Vạn Thánh Dược Điển còn không có kết thúc, Sở Lăng Tiêu cũng không quay đầu, mở miệng nói, thần sắc vô cùng băng lãnh. Hắn hiện tại ngẫm lại mới tìm cách để người tham gia Vạn Thánh Dược Điển tiến vào phong ấn chi địa. Có thể chữa trị phong ấn đang tan rã. 20 năm trước hắn làm như thế, liên tục ăn được mấy lần ngon ngọt, lần này hắn cũng đem hy vọng ký thác vào người tham gia Vạn Thánh Dược Điển. Chỉ cần không tới vạn bất đắc dĩ, hắn liền sẽ không để cho người Sở gia tiến vào phong ấn chi địa, nơi đó đối với phần lớn người Sở gia nhất định chính là tuyệt địa. Hồi bẩm gia chủ, vẫn chưa. Nhị trưởng lão vội vàng nói, lại bổ sung một câu. Dựa theo kinh nghiệm những năm qua, Vạn Thánh Dược Điển hẳn còn thời gian 7 ngày. Thời gian 7 ngày quá dài. Sở Lăng Tiêu lắc đầu, nhưng trong lòng hắn đang trầm ngâm, Sở Lăng Vi, ngươi tốt nhất có thể thành công, bằng không mà nói, tiếp theo đi vào liền là nữ nhi ngươi. Oanh, cũng đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ phía trước truyền đến, hung mãnh cuốn tới bốn phía sương mù màu máu, chân trời chán phóng từng đạo hào quang, đem sương mù màu máu ngăn cản ở ngoài. Lại một đạo hồn giới bị phá vỡ, chỉ còn lại ba đạo cuối cùng. Nhị trưởng lão toàn thân đánh run một cái, đối với cấm địa Sở gia là phát ra sợ hãi từ nội tâm. Người khác không biết, nhưng hắn là Sở gia nhị trưởng lão là cực kỳ rõ ràng, bao nhiêu người tiến vào Sở gia cấm địa đến cuối cùng không ai có thể sống sót đi ra. Bên trong ký ức trước kia của hắn, Sở Lăng Vi là một người duy nhất, mà hiện tại, Hề lão cùng Tiêu Phàm cũng coi như một người. Người xác định lão đầu kia cũng đi vào, sắc mặt Sở Lăng Tiêu cũng thập phần khó coi, lấy tốc độ sương mù màu máu khuếch tán, ba đạo hồn giới cuối cùng là không có khả năng kiên trì 7 ngày. Một khi kiên trì không được 7 ngày, không may là toàn bộ Sở gia, người Sở gia mà chết, hắn làm Sở gia gia chủ có ý nghĩa gì? Hiện tại, Sở Lăng Tiêu chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Hề lão, chỉ hy vọng có thể kiên trì mấy ngày. Sớm tại 7 ngày trước đó liền đi vào, đến hiện tại đều không có đi ra. Nhị trưởng lão gật gật đầu nói, hắn thực sự nghĩ không ra, lão đầu kia đi vào cấm địa là vì cái gì, chẳng lẽ muốn chết sao? Nhị trưởng lão, người đi chuẩn bị một chút, điều 1000 người tới đây, tùy thời chuẩn bị. Sở Lăng Tiêu nhìn qua chỗ sâu cấm địa, cũng không quay đầu lại nói ra. Nhị trưởng lão sững sờ, sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hắn cũng không dám phản bác Sở Lăng Tiêu, đành phải hỏi, gia chủ, xin hỏi 1000 người có yêu cầu gì không? Chiến đế cảnh trở lên, tuổi tác không hơn 25. Sở Lăng Tiêu ngẫm lại nói. Được. Nhị trưởng lão gật đầu, trong lòng thì hít một hơi lạnh, 1000 tu sĩ chiến đế cảnh không hơn 25 tuổi đó cũng đều là tiểu thiên tài cổ thành Sở gia. Nếu đặt ở ngoại giới. 1000 người này đoán chừng đều có thể quét ngang tu sĩ một vực, nhưng mà hiện tại chờ đợi bọn hắn chỉ là tử vong. Ong ong nhị trưởng lão vừa chuẩn bị rời đi, đột nhiên, phía cuối chân trời đột nhiên bạch quang hừng hực vô cùng, giống như một vòng thái dương sáng chói,
đem chân trời chiếu sáng vô cùng. Nhất là bây giờ còn là đêm tối, bạch quang càng sáng như ban ngày. Gia chủ, vạn thánh dược điển kết thúc, nhị trưởng lão kinh ngạc nhìn phía xa, trải qua rất nhiều giới vạn thánh dược điển, hắn tự nhiên biết rõ phát sinh chuyện gì. Chỉ là vạn thánh dược điển không phải còn 7 ngày thời gian mới có thể kết thúc à, làm sao lần này nhanh như vậy? Nhị trưởng lão vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, trong mắt Lục Bá Hậu bọn họ cái gọi là vạn thánh dược điển chỉ là thời khắc nhàm chán cử hành tranh tài khi bọn hắn không trấn áp Trọc Mệnh Thiên Vĩ mà thôi. Chủ yếu nhất là dùng để thêm một chút việc vui, sau đó thuận tiện chỉ đạo một luyện dược sư có thiên phú, cái gọi là quy củ đều là Lục Bá Hậu bọn hắn tính. Bọn hắn muốn lúc nào kết thúc vậy liền kết thúc, căn bản không tất yếu làm từng bước. Huống chi, mục tiêu lần này bọn hắn cử hành vạn thánh dược điển đã đạt tới, tự nhiên không cần kéo dài thời gian, bọn hắn còn nhớ chân áp Trọc Mệnh Thiên Vĩ. Đúng lúc, trong mắt Sở Lăng Tiêu lóe qua một vòng u quang, liền hướng lấy nơi xa cấp tốc bay đi. Quảng trường ngoại thành cử hành vạn thánh dược điển, vạn thánh dược các đột nhiên phóng quang mang sáng chói. Một đạo quang môn xuất hiện ở không trung, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Không thể nào, vạn thánh dược điển liền kết thúc, không phải còn có thời gian 7-8 ngày sao? Vạn thánh dược điển sớm kết thúc đây là lần thứ nhất, không biết lần này ai là người đoạt được ba hạng đầu, có thể có cơ hội lĩnh hội vạn thánh dược điển. Còn phải nói gì nữa sao, khẳng định đều là đệ tử Sở gia, ta nghe nói gia tộc lần này sẽ ban thưởng cho 20 người đầu. Trước kia chỉ là cho ba hạng đầu, lần này bọn hắn kiếm bột. Đám người nhìn không chung nghị luận ầm ĩ, bọn hắn rất muốn biết kết quả cuối cùng vạn thánh dược điển lần này. Dưới ánh mắt tất cả mọi người chờ mong, 20 đạo thân ảnh từ bên trong quang môn bay đi, có phẫn nộ, có thở dài, cũng có người một mặt dư vị vô tận. Đám người thần sắc không giống nhau, chỉ có Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, tựa như cái gì cũng chưa từng trải qua. Người phẫn nộ tự nhiên là những bài danh thứ 11 đến thứ 20, bọn hắn không cách nào lĩnh hội vạn thánh dược điển không nói, còn trên quảng trường chờ lâu 7 ngày, vẻn vẹn chỉ là vật làm nền mà thôi. Sở Vân Phi chính là một trong những người này, thành tích vòng thứ 3 mặc dù không tệ, nhưng vẫn như cũ chỉ từ thứ 19 nhảy đến thứ 12, hắn đối với Tiêu Phàm là hận thấu xương. Nếu như vòng thứ 2 không phải Tiêu Phàm kéo lấy hắn, đồng thời cố ý lắc lư hắn, Sở Vân Phi tự tin coi như không chiếm được hạng nhất, hắn cũng nhất định có thể trở thành ba hạng đầu. Sở Linh Nhi bọn hắn lĩnh hội vạn thánh dược điển lại là một mặt vẫn chưa thỏa mãn, Sở Linh Nhi còn may lấy được hạng 2, nàng dòng dã lĩnh hội 7 ngày thời gian. Mà hạng 3 chỉ lĩnh hội 5 ngày, thứ 4 đến thứ 10 lại chỉ lĩnh hội 3 ngày, dù là 3 ngày cũng đủ để bọn hắn được lợi cả đời, đây cũng là tưởng thưởng trọng đại. Yên lặng, đột nhiên một tiếng hét to vang tận mây xanh. Chỉ thấy Sở Thanh Nguyên lần nữa xuất hiện, hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa, đột nhiên, bên trong quang môn đột nhiên bay vụt ra 20 đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở trên thân người 20 người. Cùng lúc đó, tại đỉnh đầu bọn họ lập tức lơ lửng số từ 1 đến 20. Ba hạng đầu quả nhiên là Sở gia. Có người mở miệng cười, nhưng mà lời còn chưa dứt, thanh âm két két mà dừng, một mặt kinh ngạc nhìn không chung, trong mắt đều là vẻ khó tin. Không có khả năng, Sở Đại Thiếu làm sao có thể chỉ là thứ 12. Còn có Sở Nguyệt, nàng thế là đệ tử đại trưởng lão đích truyền làm sao chỉ là hạng tư. Đám người kêu lên sợ hãi. Những người khác cũng mắt trợn tròn, tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tiêu Phàm, Sở Linh Nhi cùng Lăng Ngạo, bởi vì ba người này phần lớn người đều chưa nghe qua. Đang lúc đám người chấn kinh, một trận cuồng phong thổi qua, không trung phía trên đột nhiên thêm ra hai đạo thân ảnh. Bái kiến gia chủ, đám người thấy thế, vội vàng hướng về không trung bái nói, người tới chính là Sở Lăng Tiêu cùng nhị trưởng lão. Sở Lăng Tiêu híp hai mắt nhìn đỉnh đầu đám người phía xa, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, sau đó mở miệng cười nói, chúc mừng các vị lấy được thành tích, tất cả mọi người cùng nhị trưởng lão đi nhận ban thưởng. Tiếng nói Sở Lăng Tiêu rơi xuống, tu sĩ toàn trường một mặt hâm mộ nhìn Tiêu Phàm bọn hắn, có thể thu hoạch được vạn thánh dược điển. Đây chính là vinh hạnh đặc biệt. Bọn hắn cơ hồ đại biểu cho trình độ luyện dược sư chiến hồn đại lục thế hệ này, vô luận là ở đâu đều sẽ được các đại gia tộc cùng thế lực coi trọng. Khi thấy Sở Lăng Tiêu lúc xuất hiện, con người Tiêu Phàm đột nhiên đỏ lên, trong mắt nhìn Sở Lăng Tiêu lóe lên một đạo quang mang băng lãnh.
Những ngày qua, hắn vẫn luôn tưởng tượng lấy gương mặt này sẽ như thế nào, vượt quá hắn dự liệu là tâm tình của hắn bình tĩnh lạ thường. Nếu là trước kia, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm xông lên cùng Sở Lăng Tiêu đại chiến, bởi vì hắn rất muốn đào ra trái tim Sở Lăng Tiêu, nhìn xem rốt cuộc là đỏ hay là đen. Còn ban thưởng, Lăng Ngạo đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn lĩnh hội vạn thánh dược điển được ích lợi không nhỏ, vốn cho là chính là ban thưởng, thật không nghĩ đến Sở gia còn ban thưởng cho bọn hắn. Mọi người đã dục dịch ngóc đầu dậy, cơ hồ không chút do dự hướng về nơi xa bay qua. Chỉ có Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, đồng thời âm thầm truyền âm cho Sở Linh Nhi nói, không nên đi qua. Trong lòng Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, trước đó hắn không biết này vạn thánh dược điển cùng phong ấn chi địa có liên hệ gì. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm đã minh bạch. Cái gọi là vạn thánh dược điển chỉ là Yến Các Chủ, Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn bọn hắn ba người dùng để giết thời gian, bọn hắn dự tính ban đầu là rãnh rỗi thay chiến hồn đại lục làm chút cống hiến. Nhưng Sở Lăng Tiêu lại cải biến dự tính ban đầu vạn thánh dược điển, lợi dụng những kẻ tham gia vạn thánh dược điển đi ra cố phòng ấn chọc mệnh thiên vĩ. Sở Linh Nhi nghe vậy, trước tiên ngừng thân hình, nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Đi theo bọn hắn, hữu tử vô sinh. Tiêu Phàm truyền âm cho Sở Linh Nhi nói, hắn nhất định phải đi, nhưng hắn không hy vọng Sở Linh Nhi đi theo mạo hiểm. Các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không cùng đi lên, không muốn ban thưởng sao? Nhị trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi bất phi sở động, lập tức tức giận nói. Ngươi nói không sai, chúng ta không muốn ban thưởng. Tiêu Phàm cười tủm tỉm mở miệng nói. Tiêu Phàm lộ ra vẻ khinh thường. Dùng vạn thánh dược điển ban thưởng đến uy hiếp bản thân, đây quả thực buồn cười. Nếu là Lục Bá Hậu bọn hắn biết rõ, đoán chừng sẽ càng thêm khịt mũi coi thường, Tiêu Phàm liền vạn thánh dược các truyền thừa đều cực kỳ khinh thường, Sở gia ngươi ban thưởng lại thế nào lọt mắt hắn đây? Chẳng lẽ Sở gia có thể xuất ra thứ so với vạn thánh dược các truyền thừa còn chân quý hơn hay sao? Hả, nhị trưởng lão hơi hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Sở Lăng Tiêu cau mày một cái, phải biết một chiêu này là 10 lần như một, mỗi lần đều có thể lừa gạt bọn hắn, làm sao lần này vô dụng. Sở ra ngay cả cự tuyệt ban thưởng cũng không cho phép sao. Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nhìn nhị trưởng lão. Sở Linh Nhi nhìn thấy nhị trưởng lão, trong lòng chỗ nào còn không minh bạch cái gọi là ban thưởng có vấn đề, chỉ là Sở Linh Nhi không hiểu là, sư tôn đại trưởng lão của nàng tại sao không đến mang nàng đi. Tiêu Phàm nhìn ra Sở Linh Nhi nghi hoặc, truyền âm nói, không phải ta muốn đả kích ngươi, trước mặt đại kế Sở gia, đại trưởng lão cũng không có khả năng vi phạm, hắn khẳng định cũng ngầm đồng ý hành vi Sở gia, bọn hắn lần này mang chúng ta đi tất nhiên là để cho chúng ta tiến về Sở gia gia cố phong ấn chi địa. Mẹ không phải tiến về nơi đó à, chúng ta đi có lẽ có thể giúp được nàng. Ánh mắt Sở Linh Nhi lộ ra vẻ lo lắng. Ta sẽ đi, bất quá ngươi không thể đi. Ngươi đi không giúp được gì, nơi đó ta đã đi qua, cho dù chiến thánh đỉnh phong cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, ta bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt mới có thể yên ổn lui ra. Tiêu Phàm thập phần kiên định. Hắn không có đem sự tình mệnh chọc chi khí nói cho Sở Linh Nhi, để tránh nàng lo lắng. Hai người giao lưu rất nhanh, nhị trưởng lão thập phần không thích nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi cự tuyệt ngươi có thể không đi, bất quá Sở Linh Nhi là người Sở gia. Sự tình nàng còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Ta cũng không đi, Sở Linh Nhi lắc lắc đầu nói, giữa Sở gia cùng Tiêu Phàm, nàng nghĩa vô phản cố lựa chọn Tiêu Phàm, không vì cái gì khác, bởi vì người này là thân huynh đệ nàng. Ngươi là một dược nô, có phần cho ngươi nói chuyện sao? Nhị trưởng lão còn chưa mở miệng, Sở Lăng Tiêu đột nhiên ngữ khí lạnh buốt nói. Sở gia chủ thật đúng là giá đỡ thật lớn, chẳng lẽ người Sở gia đều không có quyền? Tiêu Phàm sầm mặt lại, Sở Lăng Tiêu hờ hững vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn là cậu ruột Sở Linh Nhi a, đem cháu gái xem như dược nô cũng liền thôi, vậy mà còn muốn nàng đi chịu chết. Trong lòng Tiêu Phàm nhấc lên một cỗ sát ý lạnh lùng, chỉ là hắn che giấu rất tốt, người khác căn bản nhìn không ra. Sự tình Sở gia ta còn chưa tới phiên ngươi đến nói chuyện linh tinh. Con ngươi Sở Lăng Tiêu vô cùng băng lãnh, nếu như không phải Hề lão nói Tiêu Phàm có thể giải quyết phong ấn. Hắn đã sớm xuất thủ diệt Tiêu Phàm. Không có ý tứ, ta nhận Sở Linh Nhi làm muội muội, cho nên sự tình nàng chính là sự tình ta. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn Sở Lăng Tiêu.
Lấy thực lực hắn hiện tại, thật đúng là không sợ Sở Lăng Tiêu, coi như đánh không lại, chạy vẫn là không có vấn đề. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này là cố ý cùng gia chủ đối địch sao? Gia hỏa này thật đúng là lớn mật, lần trước đắc tội đại thiếu cũng liền thôi, vì không được chậm trễ vạn thánh dược điển, không ai tìm hắn để gây sự, lần này lại còn dám đắc tội gia chủ, nếu như gia chủ muốn giết hắn, ai cũng cứu không được hắn. Dám nói chuyện như thế với gia chủ, tiểu tử này là kẻ thứ nhất, giết hắn. Chỉ cần gia chủ ra lệnh một tiếng, ta tất nhiên xông lên giết hắn, có ít người không cho hắn chút nhan sắc nhìn một cái, không biết cái gì gọi là hùng uy cổ tộc. Người cổ thành Sở gia đều giận dữ nhìn Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì xông lên diệt hắn, dám nói chuyện như thế với gia chủ bọn hắn, nhất định chính là tự tìm cái chết. Bất quá Tiêu Phàm vẫn thập phần bình tĩnh, đem Sở Linh Nhi bảo hộ ở sau lưng, mặc dù nàng không thích Tiêu Phàm bảo nàng là muội muội, nhưng nhìn Tiêu Phàm ngăn khuất trước người mình, trong lòng nàng vẫn hết sức cảm động. Người trẻ tuổi, tuổi nhỏ khinh cuồng cũng không có sai, bản gia chủ không cùng một tên tiểu bối nói chuyện. Nhưng Sở Linh Nhi là dược nô Sở gia, tay ngươi cũng duỗi quá dài a. Sắc mặt Sở Lăng Tiêu cũng trở thành khó nhìn lên. Trên mặt Sở Vân Bắc lại lộ ra vẻ lo lắng, hắn không hy vọng Tiêu Phàm cùng Sở Lăng Tiêu động thủ, một khi động thủ, cuối cùng Sở Vân Bắc nhất định là không may. Không biết Sở gia chủ tại sao nhất định muốn chúng ta tiếp nhận ban thưởng. Thậm chí ngay cả cự tuyệt đều không được, trên đời này chỗ nào có dạng đạo lý này. Chẳng lẽ phần thưởng này có vấn đề gì hay sao? Bằng không các ngươi tại sao không thể ngay trước tất cả mọi người cổ thành Sở gia đem ban thưởng cho chúng ta? Tiêu Phàm hỏi ra vấn đề, Sở Lăng Tiêu ngậm miệng không nói gì. Sở Lăng Tiêu cơ hồ đến biên giới bộc phát, lúc này, đám người bốn phía cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn không phải người ngu, suy tư một phen liền phát hiện trong đó có vấn đề lớn. Cuối cùng ta hỏi ngươi một câu, Sở Linh Nhi là dược nô Sở gia. Người bỏ hay là không bỏ? Lông mày Sở Lăng Tiêu vặn thành chữ xuyên, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Ta nếu nói không thì sao? Ta nếu nói không thì sao? Lời nói Tiêu Phàm bình tĩnh quanh quẩn tại hư không, cảm thụ khí thế nhàn nhạt trên người Tiêu Phàm, đám người kinh hãi không thôi, gia hỏa này sẽ không thật cùng Sở Lăng Tiêu động thủ đi. Coi như hắn đã từng đánh bại chiến thánh cảnh hậu kỳ, nhưng Sở Lăng Tiêu là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Đến gần vô hạn chiến thần cảnh. Hơn nữa, Sở Lăng Tiêu cho dù tại đồng bậc cũng coi là cường giả, muốn vượt giai khiêu chiến hắn càng thêm gian nan. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Phàm vậy mà thực có can đảm nhìn thẳng Sở Lăng Tiêu, thậm chí chuẩn bị cùng Sở Lăng Tiêu là địch. Bản gia chủ cho tới bây giờ không khi dễ tiểu bối, dám ở cổ thành Sở gia khiêu khích Sở gia, ngươi có biết tội của ngươi không? Trên người Sở Lăng Tiêu tản ra khí tức như có như không. Cảm thụ đến cỗ khí thức kia, huyết dịch trong cơ thể Tiêu Phàm cũng bắt đầu sôi trào lên, toàn thân chiến ý tăng vọt. Hắn phát hiện vẫn là khinh thường thực lực chiến thánh cảnh đỉnh phong, mặc dù cùng là chiến thánh cảnh đỉnh phong nhưng Sở Lăng Tiêu lại so với Tư Không Vũ cường đại quá nhiều. Thu hồi bộ mặt buồn nôn đi, Sở Linh Nhi là ai ngươi không biết sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, thần sắc càng ngày càng băng lãnh. Thần sắc Sở Lăng Tiêu cứng lại. Chẳng lẽ tiểu tử này biết cái gì? Nghĩ vậy, Sở Lăng Tiêu từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, chỉ cần Tiêu Phàm nói ra sự tình uy hiếp hắn, hắn sẽ lập tức giết chết Tiêu Phàm. Dù là Hề lão nói hắn có thể giải quyết phong ấn chi địa, Sở Lăng Tiêu cũng không có bất kỳ cố kỵ nào. Một kẻ nguy hại chính mình, hắn không có khả năng nghe theo mệnh lệnh. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Sở Linh Nhi một cái, nói ta đưa ngươi đi một nơi, ngươi không cần phản kháng. Yên tâm, bọn hắn không giết được ta. Sở Linh Nhi hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nàng không biết Tiêu Phàm mang không gian bí cảnh trong người. Bất quá nàng vẫn lắc đầu, không nguyện ý rời khỏi nơi này. Vậy liền đi qua một bên, qua một lúc đại chiến ta chiếu cố cũng không được ngươi. Tiêu Phàm gật đầu, Sở Linh Nhi lách mình hướng về một bên thối lui. Tiêu Phàm mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút bận tâm an nguy Sở Linh Nhi. Bất quá đối mặt Sở Lăng Tiêu hắn cũng không dám khinh thường, cười lạnh nói, người muốn giết ta. Người nguy hại Sở gia, chết. Ngữ khí Sở Lăng Tiêu âm vang hữu lực, thanh âm bá đạo hóa thành sóng âm công kích, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Nguy hại Sở gia ngươi. Ha ha, Sở Lăng Tiêu thật đúng là không biết xấu hổ, cái gì ban thưởng vạn thánh dược điển, ta nhổ vào.
Sở ra ngươi không muốn hy sinh, lại để cho chúng ta đi chết thay, ngươi đúng như dự tính, cũng không tệ. Tiêu Phàm đến hiện tại cũng không tất yếu che giấu. Muốn chiến, vậy liền chiến, Tiêu Phàm hắn tùy thời có thể phụng bồi. Cái gì, Sở ra là cố ý hãm hại chúng ta? Nơi xa, Hoàng Phủ Thiên Ngôn đột nhiên cả kinh kêu lên. Lăng Ngạo, Hoàng Phủ Tinh Vũ, Dạ Cô Ảnh đám người tất cả đều biến sắc. Sát khí nặng nề nhìn nhị trưởng lão cách đó không xa. Việc này Lăng gia ta nhớ kỹ, phần thưởng này Sở ra các ngươi giữ đi. Lăng Ngạo hừ lạnh một tiếng, hắn trước đó có chút khó chịu Tiêu Phàm, nhưng hiện tại hắn phát hiện Sở ra mới là âm hiểm nhất. Thậm chí ngay cả cổ tộc Lăng gia đều dám lợi dụng, còn có cái gì là Sở Lăng Tiêu không dám làm đâu. Ta hiện tại liền rời khỏi Sở ra, đem chi tiết sự tình nơi này nói cho gia tộc. Hoàng Phủ Tinh Vũ lạnh giọng nói, bọn hắn có lẽ uy hiếp không được Sở ra, nhưng thái độ bọn hắn vẫn như cũ cường ngạnh đến cùng. Chiến thần điện ta nhớ kỹ việc này. Dạ Cô Ảnh cũng mở miệng nói. Nghe nói như thế, sắc mặt nhị trưởng lão đại biến, không biết mở miệng như thế nào, vô luận là Lăng gia hay là Hoàng Phủ gia, thậm chí chiến thần điện, đây đều không kém gì Sở ra gia tộc. Nếu như những gia tộc này thực coi đây là cái cớ, hợp lực vây công Sở ra mà nói, Sở ra tất nhiên là bị xui xẻo. Nhị trưởng lão lo lắng vô cùng, đành phải dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Hôm nay, ai cũng đừng hòng đi, ngữ khí Sở Lăng Tiêu băng lãnh lên mấy điểm, việc này nếu như đã bại lộ, vậy trước tiên giải quyết vấn đề phong ấn này. Nếu như ngay cả phong ấn đều giải quyết không được, coi như không đắc tội những gia tộc này thì như thế nào, chờ mệnh chọc chi khí quét sạch Sở ra cổ địa. Chính là ngày Sở ra diệt vong, đến lúc đó coi như bị đông đảo thế lực uy hiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lời này vừa nói ra, tu sĩ toàn trường từ bên ngoài đến biến sắc, chẳng lẽ Tiêu Phàm nói đúng, Sở Lăng Tiêu không cho Tiêu Phàm bọn hắn đi là bởi vì muốn cho bọn hắn làm kẻ chết thay. Sở ra muốn đối địch với Hoàng Phủ gia tộc sao? Hoàng Phủ Tinh Vũ hét lớn, Lăng Ngạo cùng Dạ Cô Ảnh bọn hắn cũng cau mày, bất quá hai người lại hết sức bình tĩnh. Sở Lăng Tiêu nếu như đã hạ lệnh, vậy đã nói rõ không có đường xoay sở, mặc cho bọn hắn kêu gào như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Rốt cục bại lộ sắc mặt ghê tởm sao, liền cháu mình đều đưa đi làm dược nô, để thân muội muội đi chịu chết, tâm Sở Lăng Tiêu ngươi là màu đen sao? Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt nhìn Sở Lăng Tiêu. Hắn thật lâu không có bộc phát ra sát ý đáng sợ như thế, dù Sở Lăng Tiêu là cậu ruột hắn. Giờ phút này Tiêu Phàm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ken két, Tiêu Phàm phóng thích sát ý, thiên địa chung quanh cũng bắt đầu đóng băng, sát khí khủng bố không kiêng nể gì cả quét sạch bốn phương tám hướng. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, rất nhiều người con ngươi co rụt lại, không ít ánh mắt người đều rơi vào trên người Sở Linh Nhi, Sở Linh Nhi là cháu Sở Lăng Tiêu. Ta nhớ kỹ gia chủ có một người muội muội kêu Sở Lăng Vi, chỉ là Sở Lăng Vi biến mất hơn 20 năm, có lẽ hắn nói là thực. Đám người có người nhẹ nói. Thanh âm không lớn, nhưng rất nhiều tu sĩ ở đây đều nghe nhất thanh nhị sở, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Sở Lăng Tiêu rốt cuộc biến. Người rốt cuộc là ai? Ánh mắt Sở Lăng Tiêu lăng lệ, như đao như kiếm, sắc bén đến mấy điểm. Điều này cùng ta là ai có quan hệ sao? Ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh, nâng trường kiếm trong tay lên chỉ Sở Lăng Tiêu nói, muốn chiến liền chiến đi, ta rất chờ mong trái tim ngươi là màu gì. Nói khoác mà không biết ngượng, bản tôn cũng phải nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Toàn thân Sở Lăng Tiêu thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, hư không chung quanh bỗng nhiên thiêu đốt, bắt đầu sụp đổ. Thiên địa chi uy nở rộ phát huy vô cùng tinh tế, rất nhiều người nhao nhao hướng về phía sau thối lui. Rất lâu chưa thấy cha xuất thủ, kiếm hồng trần, có thể chết ở trên tay cha ta, ngươi thật đúng là may mắn. Sở Vân Phi cười lạnh nói. Không cần tự mình động thủ giết chết Tiêu Phàm, hắn cũng đã tiết kiệm khí lực. Dừng tay, nhưng mà lúc này, khí thế cuồng bá trên người Sở Vân Bắc nở rộ mà ra, hắn đột nhiên đạp không mà lên, hướng về Tiêu Phàm bay đi. Một cái lắc mình, Sở Vân Bắc liền xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, hét lớn cha, ngươi không thể giết hắn. Nhìn thấy Sở Vân Bắc ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, Sở Vân Bắc không phải nên ứng phó kiếm hồng trần à. Làm sao còn bảo hộ kiếm hồng trần? Nghịch tử, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Sở Lăng Tiêu phẫn nộ nhìn Sở Vân Bắc. Cho tới nay hắn đều không thích nhi tử này,
không nghĩ đến giờ phút này Sở Vân Bắc cũng dám ngăn hắn, Sở Lăng Tiêu thiếu chút nữa thì nhìn không được tát chết hắn. Ta biết ta đang làm cái gì, ngươi để Sở Linh Nhi làm dược nô ta không nói gì, nhưng ngươi không thể giết cháu mình. Sở Vân Bắc cơ hồ gầm hét lên. Sở Vân Bắc chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cũng dám cùng phụ thân Sở Lăng Tiêu nói chuyện như thế. Đám người nghe được Sở Vân Bắc nói, tất cả đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, người này là cháu Sở Lăng Tiêu, vậy tiểu tử kia chẳng phải là con trai của Sở Lăng Vi, thân huynh đệ Sở Linh Nhi. Ngươi nói cái gì? Sở Lăng Tiêu không dám tin nhìn Sở Vân Bắc, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Hắn là cháu ngươi, ngươi nếu không buông tha, ta liền không có người cha như ngươi. Sở Vân Bắc hai mắt đỏ lên, ra sức gào thét. Thanh âm Sở Vân Bắc gào thét quanh quẩn trên không trung, ai cũng không ngờ tới Sở gia nhị thiếu cũng dám nói lời này. Tiêu Phàm cũng kinh dị nhìn Sở Vân Bắc, từ lần thứ nhất gặp được Sở Vân Bắc thì Sở Vân Bắc liền phát sinh biến hóa rất lớn. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Sở Vân Bắc cũng dám nói lời này, cùng Sở Lăng Tiêu đoạn phụ tử, việc này không phải người bình thường có thể làm được. Tiêu Phàm khống chế tư tưởng Sở Vân Bắc, hắn rất rõ ràng Sở Vân Bắc không có nói láo. Hắn thật muốn bảo hộ bản thân, bởi vì sâu trong nội tâm Sở Vân Bắc đem bản thân xem như thân nhân. Sở Vân Bắc mặc dù rất hoàn khố, nhưng trong lòng hắn lại đem thân tình bày ở vị trí thứ nhất, chuyện này cùng Sở Vân Phi hoàn toàn khác biệt. Hắn tu luyện có lẽ không bằng Sở Vân Phi, thậm chí cũng không bằng rất nhiều thiên tài cùng tuổi một đời, nhưng hắn càng giống một người. Bởi vì chỉ có người mới có thể quan tâm tình thân, sẽ không biến thành một kẻ vô tình chỉ tu luyện. Nghe thấy Sở Vân Bắc nói, cơ thể Sở Lăng Tiêu hơi run lên, hắn cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Vân Bắc, không tin lời này là từ trong miệng Sở Vân Bắc nói ra. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, thần sắc hắn liền khôi phục bình tĩnh. Nhị đệ, người biết người đang nói cái gì không, người chúng ta hay sao? Sở Vân Phi xuất hiện ở bên cạnh, giận dữ hét, con người hắn băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Về phần Sở Vân Bắc, hắn tin tưởng là lật không dậy nổi sóng lớn gì. Tránh ra, Sở Lăng Tiêu không cho Sở Vân Bắc trả lời, một cỗ cường đại khí thế quét sạch mà ra, Sở Vân Bắc phun ra một ngụm máu tươi liền ngã bay đi. Sở Lăng Tiêu, hổ dữ không ăn thịt con, người điên sao? Tiêu Phàm không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu vậy mà trực tiếp đánh bay Sở Vân Bắc, một kích này cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Bản tôn không biết người đối với con ta làm cái gì. Dám ở nơi này nói năng bậy bạ, nhưng hôm nay, vô luận ngươi là ai thì đều phải chết. Ngữ khí Sở Lăng Tiêu lạnh lẽo tới cực điểm. Quả nhiên là một người vô tình, liền bản thân muội muội cùng nhi tử đều hạ thủ được, trên đời này còn có cái gì là ngươi không dám giết đây. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn thấy Sở Vân Bắc không có việc gì hắn cũng yên tâm. Chỉ là đối mặt Sở Lăng Tiêu, Tiêu Phàm cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Sở Lăng Tiêu phát ra khí thế tuyệt đối là chiến thánh đỉnh phong cao cấp nhất. Hơn nữa, hắn vô cùng có khả năng không có phát huy ra toàn bộ thực lực, Tiêu Phàm không thể không nghiêm túc đối phó. Cái gì cháu, ngươi dám giả mạo cháu trai bản tôn, chỉ bằng điểm này ngươi cũng đủ để chết vô số lần, ta có một người muội muội, nhưng nàng hơn 20 năm trước đã chết rồi. Sở Lăng Tiêu cười lạnh không thôi. Cái gì, lại là giả mạo? Ta đã nói rồi. Gia chủ mặc dù có một người muội muội, nhưng đã biến mất hơn 20 năm, nguyên lai đã sớm chết. Kiếm Hồng Trần khẳng định bắt lấy nhược điểm nhị thiếu, cho nên nhị thiếu mới có thể thay hắn nói chuyện. Nghe Sở Lăng Tiêu nói, ánh mắt đám người nhìn về phía Tiêu Phàm cũng biến thành băng lạnh, một vài người càng kém chút xông đi lên, hận không thể đem Tiêu Phàm xé nát. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh hơn, hắn biết mẫu thân Sở Lăng Vi hiện tại vẫn còn sống. Nếu như không phải Hề lão cùng Sở Linh Nhi nói cho hắn biết, hắn đoán chừng cũng sẽ cho rằng Sở Lăng Vi đã chết. Sở Lăng Tiêu đã không coi mẫu thân của ta ra gì, vậy Tiêu Phàm ta cũng không tất yếu cho ngươi mặt mũi. Sở Lăng Tiêu, ta đã thấy người vô sỉ, nhưng là chưa thấy qua người vô sỉ như ngươi, một tháng trước ta còn gặp mẹ ta. Đột nhiên, một đạo thanh âm phẫn nộ từ đằng xa truyền đến, lần này mở miệng nói chuyện lại là Sở Linh Nhi. Cũng khó trách Sở Linh Nhi tức giận như vậy, thời điểm nàng biết được thân phận bản thân, nàng thiếu chút nữa thì nhịn không được đi tìm Sở Lăng Tiêu đối chất, cuối cùng lại là mẫu thân của nàng ngăn lại. Hiện tại trong lòng Sở Linh Nhi có chút may mắn bản thân không đi tìm Sở Lăng Tiêu,
bằng không mà nói, nàng tuyệt đối không có khả năng sống sót đứng ở chỗ này. Liền thân muội muội đều không buông tha, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách trở thành gia chủ. Sở Linh Nhi ta hổ thẹn vì chảy máu tươi Sở gia giống như ngươi, hổ thẹn có dòng họ giống như ngươi, từ hiện tại, ta không gọi Sở Linh Nhi, ta gọi Tiêu Linh Nhi. Lửa giận trong lòng Sở Linh Nhi tất cả đều phát tiết đi ra. Dù nàng là một dược nô, nàng đều một mực cho mình là người Sở gia, mặc dù nàng không biết bản thân vì sao sẽ trở thành dược nô. Thẳng đến khi mẫu thân của nàng tìm tới, đem tất cả mọi thứ nói cho nàng, Sở Linh Nhi mới biết rõ bản thân thân phận, trong lòng vốn kìm nén một ngụm nộ khí. Nàng vốn là không phải nguyện ý bị ức hiếp, những ngày qua nàng một mực đè nén bản thân, trong lòng còn ôm một tia hy vọng Sở Lăng Tiêu không hỗn chướng như mẫu thân của nàng nói. Nhưng hiện tại Sở Linh Nhi đối với Sở Lăng Tiêu là thật quá thất vọng, người như vậy đơn giản không nên trở thành người. Làm càn, Sở Lăng Tiêu còn chưa mở miệng, Sở Vân Phi lập tức gầm thét một tiếng, hóa thành một vệt sáng hướng về Sở Linh Nhi đánh giết. Cút, Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, một kiếm hoành thành, đứng sừng sững hư không, kiếm khí đáng sợ từ trên người hắn cuồn cuộn ngăn lại đường đi Sở Vân Phi. Lần trước không giết ngươi, lần này ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Sở Vân Phi nhe răng cười một tiếng, hắn một mực đang chờ cơ hội giết Tiêu Phàm. Hiện tại cơ hội tới, Sở Vân Phi chỗ nào sẽ bỏ lỡ? Hắn giao cho ta. Sở Linh Nhi mảy may không sợ, không, nói cho đúng, hiện tại phải gọi nàng là Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, lạnh lùng nhìn Sở Vân Phi, khinh thường nói, cái gì thập đại yêu nghiệt, lão nương một bàn tay đập chết ngươi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Tiêu Linh Nhi, hắn như thế nào nhìn không ra khí thế trên người Tiêu Linh Nhi là chiến thánh cảnh trung kỳ, hắn nhớ lần trước nhìn thấy nàng vẫn chỉ là chiến thánh sơ kỳ. Lại đột phá, Tiêu Phàm kinh hãi không thôi, hắn biết thiên phú người tỉ muội này cũng không yếu hơn mình. Cùng tuổi một đời người dám không đem Sở Vân Phi để ở trong mắt chủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá Tiêu Phàm vẫn lộ ra vẻ lo lắng, thập đại yêu nghiệt không phải nói đùa. Mà là chiến gia, Sở Vân Phi nếu như thi triển toàn lực mà nói, liền hắn đều có chút kiêng kỵ, Tiêu Linh Nhi có là đối thủ của hắn hay không? Bất quá hắn từ trong mắt Tiêu Linh Nhi nhìn thấy lại là vô địch tự tin, nghĩ vậy, Tiêu Phàm hướng về một bên đi đến. Ta không giết nữ nhân, Sở Vân Phi khinh thường nhìn Tiêu Linh Nhi, trong mắt của hắn chỉ có Tiêu Phàm, hắn thấy, chỉ có Tiêu Phàm có tư cách chết ở dưới kiếm hắn. Linh Nhi, cùng ta rời đi. Tiêu Linh Nhi còn chưa mở miệng, đột nhiên một đạo thanh âm già nua vang lên, trong đám người đột nhiên có một đạo thân ảnh. Sư tôn, ta không đi. Tiêu Linh Nhi lắc đầu, người tới chính là đại trưởng lão, còn người Tiêu Linh Nhi nhìn về phía đại trưởng lão vẫn tràn ngập cảm kích. Bởi vì tất cả những thứ hiện tại này, đại bộ phận đều là đại trưởng lão cho, mặc dù nàng hận Sở Lăng Tiêu, nhưng đối với đại trưởng lão lại không giận nổi. Tiêu Phàm nhìn đại trưởng lão một cái. Trong lòng hắn không thể bình tĩnh, hắn luôn cảm giác đại trưởng lão lợi dụng Tiêu Linh Nhi, chỉ là hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Bất quá đại trưởng lão đến hiện tại mới xuất hiện liền đủ để chứng minh một vấn đề, hắn lúc đầu không có ý định ngăn cản Sở Lăng Tiêu đưa Tiêu Linh Nhi tiến vào phong ấn chi địa, chỉ là nguyên nhân nào đó không muốn Tiêu Linh Nhi rời đi mà thôi. Gia chủ, nghe được đại trưởng lão nói, Sở Lăng Tiêu trầm mặc không nói, sắc mặt không dễ nhìn. Đám người cũng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn hắn ẩn ẩn đoán được Tiêu Linh Nhi cùng Tiêu Phàm căn bản không phải kết bái huynh muội, hai người căn bản chính là thân huynh muội. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, Tiêu Linh Nhi từ nhỏ đã ở Sở gia làm nô, người biết Tiêu Linh Nhi đều biết rõ nàng. Về phần đại trưởng lão thu Tiêu Linh Nhi làm đồ đệ, phần lớn người vẫn là vừa mới biết vẫn khó nén chấn kinh trong lòng. Thậm chí còn có một số người trong lòng đã tin tưởng lời nói Sở Vân Bắc là thực, cũng không phải là Sở Vân Bắc cố ý giữ Tiêu Phàm, mà là Sở Vân Bắc thực biết rõ thân phận hai người. Chính là Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi là Sở Lăng Tiêu thân muội muội, Sở Lăng Tiêu là cậu ruột hai người. Sát ý trên người Sở Lăng Tiêu không giống làm bộ, hắn là thực muốn giết cháu mình, nghĩ vậy, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Sở Lăng Tiêu không còn là kính sợ, mà là sợ hãi. Nếu đại trưởng lão cầu tình cho nàng, bản gia chủ cũng không tính toán. Hồi lâu, Sở Lăng Tiêu rốt cục mở miệng, bất quá người này nhiễu loạn Sở gia, đáng chết. Gia chủ,
lần trước lão hủ thiếu người này một cái nhân tình, còn mời gia chủ tha cho hắn một mạng. Đại trưởng lão lại vội vàng nói. Rất nhiều tu sĩ Sở gia lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, trong lòng thầm mắng Tiêu Phàm vận khí quá tốt, vậy mà để đại trưởng lão cầu tình cho hắn, bọn hắn không tin đại trưởng lão sẽ thiếu Tiêu Phàm nhân tình. Bất quá cũng có một số người biết rõ, lần trước thi đấu Tiêu Phàm giải quyết nan đề 10 năm của đại trưởng lão chỉ là muốn trả nợ người này mà thôi. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng kinh ngạc không thôi, đại trưởng lão thật chẳng lẽ muốn cứu bản thân? Nếu như hắn cứu bản thân, tại sao đợi đến hiện tại mới xuất hiện? Tiêu Phàm không tin đại trưởng lão vừa mới chạy tới, thần dược các cách nơi này chính là mấy ngàn dặm, coi như chiến thánh đỉnh phong đoán chừng cũng phải một hồi thời gian. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm đại trưởng lão, muốn nhìn ra vài vấn đề, nhưng cái gì đều nhìn không ra, chỉ là trong lòng cho bản thân xách một cái tỉnh. Bất kể là thực tình cũng tốt, giả ý cũng được, Tiêu Phàm hắn là sẽ không theo Sở gia. Thật muốn chiến, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, không chừng bại lộ thân phận, toàn lực ứng phó mà nói, hắn thật đúng là sẽ không e ngại Sở Lăng Tiêu. Người trẻ tuổi, người rất may mắn, nếu có lần sau nữa, chảm không tha. Sở Lăng Tiêu lạnh rên một tiếng, xem như không truy cứu Tiêu Phàm. Sở Vân Phi kinh ngạc nhìn Sở Lăng Tiêu, rất hiển nhiên, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải ý tứ Sở Lăng Tiêu. Nhưng hắn biết rõ, phụ thân hắn và đại trưởng lão bình thường hoàn toàn bất thường a, vì cái gì hôm nay lại nhiều lần cho đại trưởng lão mặt mũi đâu. Lúc này càng nên giết chết Tiêu Linh Nhi cùng Tiêu Phàm mới đúng a, nếu như Tiêu Phàm rời đi, muốn giết hắn cũng không có cơ hội. Linh Nhi, theo ta đi. Đại trưởng lão mặt mũi hiền lành nhìn Tiêu Linh Nhi nói. Kiếm Hồng Trần, chúng ta đi thôi. Tiêu Linh Nhi khẽ nhả một ngụm chọc khí nói. Tiêu Phàm lắc đầu, ngược lại nhìn về phía đại trưởng lão nói, nếu đại trưởng lão phải trả ta nhân tình kia, vậy liền thuận tiện đem ta đưa ra cổ thành Sở ra đi, vạn thánh dược điển đã kết thúc, chúng ta lưu ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Kiếm huynh nói không sai, ta cũng còn muốn chạy về gia tộc. Lăng Ngạo cũng đột nhiên mở miệng nói. Hắn không phải người ngu, từ bên trong lời nói Tiêu Phàm có thể đoán được một chút, lưu tại Sở gia cổ thành tuyệt đối rất nguy hiểm, Sở gia rất có thể lợi dụng bọn hắn làm cái gì. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Lăng Ngạo một cái, trước đó vẫn là cực kỳ khinh thường, nhưng hiện tại, ánh mắt Tiêu Phàm lại hiện ra vẻ hân thường. Đông vực cũng nên rời đi, có nhiều quấy rầy. Hoàng Phủ Tinh Vũ thản nhiên nói. Cái gọi là ban thưởng Sở gia đối những thiên tài bọn hắn mà nói không đáng kể chút nào, bởi vì gia tộc phía sau bọn hắn liền có thể dành cho bọn hắn những cái này. Nghe nói như thế, Sở Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng quang mang hung ác nham hiểm, một màn này Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão vừa lúc bắt được. Quả nhiên không có ý tốt. Tiêu Phàm cười lạnh, đại trưởng lão cùng Sở Lăng Tiêu kẻ sướng người họa, chỉ là cố ý ổn định hắn mà thôi. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không phải là muốn ly khai, không mang cha mẹ của hắn cùng ra ra, cùng Tiêu Linh Nhi đi, hắn không có khả năng liền rời đi như thế. Hắn đến Sở gia cổ thành là vì mang thân nhân đi. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, đều đang đợi lấy Sở Lăng Tiêu trả lời, đám người cũng cảm giác bầu không khí có chút không thích hợp, tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn Sở Lăng Tiêu. Đại trưởng lão không nguyện ý sao? Một bên Tiêu Linh Nhi còn muốn nói với Tiêu Phàm cái gì, Tiêu Phàm lại không cho nàng cơ hội, nhìn đại trưởng lão cười nói. Hắn trong lòng thở dài một hơi, Tiêu Linh Nhi vẫn quá thiện lương, trên thế giới ăn thịt người này, nàng căn bản không biết lòng người hiểm ác. Tiêu Phàm vừa chỉ là cố ý thăm dò đại trưởng lão một cái mà thôi, nếu như đại trưởng lão không chút do dự đáp ứng, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ tin tưởng hắn. Nhưng hiện tại... Tiêu Phàm lại đem đại trưởng lão phân chia đến về bên Sở Lăng Tiêu, coi như hắn thật muốn cứu Tiêu Linh Nhi hoặc là còn tình người, bất quá vô luận như thế nào trong lòng đại trưởng lão nhất định sẽ đem lợi ích Sở gia bày ở vị trí thứ nhất. Xem như cổ thành Sở gia có thể cùng Sở Lăng Tiêu chống lại, Tiêu Phàm không tin hắn không biết sự tình Sở gia phong ấn chi địa. Các vị thiên tài luyện dược đến cổ thành Sở gia tham gia vạn thánh dược điển, tự nhiên sẽ đưa mọi người rời đi. Chẳng qua nếu như Sở gia không đem ban thưởng cho mọi người, tu sĩ cửu vực trở về cùng các cổ tộc cho là Sở gia không tuân thủ hứa hẹn, Sở gia sẽ không quên miệng lưỡi. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Hắn mặc dù hàng năm đắm chìm trong tu luyện,
nhưng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là hắn không tham dự sự tình ngoại giới mà thôi. Cũng đúng. Tiêu Phàm gật gật đầu, tán thành đại trưởng lão nói. Đã như vậy, mọi người liền theo nhị trưởng lão đi nhận lấy ban thưởng đi. Đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm đáp ứng, tựa như buông lỏng một hơi. Chúng ta ở nơi này cũng không để ý những người khác biết chúng ta được ban thưởng cái gì, chúng ta còn không sợ người khác biết, chắc hẳn Sở gia cũng sẽ không để tâm chứ. Tiêu Phàm cười cười. Đại trưởng lão tính toán gì hắn không biết, nếu đi theo bọn hắn rời đi đó mới là người ngu. Nghe được Tiêu Phàm nói, đại trưởng lão trong nháy mắt ngưng kết, một cỗ khí thế như có như không tản ra, ngữ khí hơi hơi lạnh lẽo nói, người đã muốn đi, lão hủ liền đưa người đi. Đại trưởng lão không phải nói muốn đem ban thưởng cho chúng ta à, làm sao hiện tại lại muốn đưa ta đi? Trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng lạnh. Cái lão đầu này so với Sở Lăng Tiêu khó đối phó hơn nhiều, đáng tiếc gặp phải Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng là một kẻ khó chơi, ai so với ai càng khó chơi hơn còn chưa biết được đâu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lần nữa khẩn trương tới cực điểm, đám người liền không dám thở mạnh một cái. Thôi, ta cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi. Tiêu Phàm đột nhiên sầm mặt lại, nói, đại trưởng lão, chúng ta cũng không muốn che giấu, chỉ cần ngươi đem phụ thân và gia gia ta giao đi ra, ta liền lập tức rời Sở gia cổ thành, như thế nào? Không biết ngươi đang nói cái gì? Đại trưởng lão lắc đầu, xem như cái gì đều không biết, dư quang nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, truyền âm nói, gia chủ, kẻ này chẳng lẽ thực sự là con trai của Sở Lăng Vi? Ta cũng không biết. Sở Lăng Tiêu cũng thập phần nghi hoặc, bất quá, 8-9 phần 10 là thật, hắn do Hề lão mang đến, nói có khả năng giải quyết vấn đề Sở gia ta. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề Sở gia ta, vậy liền đáp ứng hắn. Đại trưởng lão ngưng tiếng nói, con ngươi lại nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn phát hiện kẻ này quá khó chơi, bọn hắn lại không thể ngay trước mặt nhiều người như vậy động thủ. Không biết sao, nghe được đại trưởng lão nói, ngữ khí Tiêu Phàm cũng biến thành băng lạnh. Rất có tư thế ra tay đánh nhau. Thần sắc Sở Lăng Tiêu lạnh lùng, Tiêu Phàm động thủ hắn tự nhiên không lo lắng, hắn lo lắng là hậu quả đem phụ thân và gia gia Tiêu Phàm giao ra ngoài, đây không phải điều hắn muốn. Bởi vì phụ thân và gia gia Tiêu Phàm là cơ hội duy nhất có được ngọc bội kia. Người khác chỉ biết rõ ngọc bội kia có thể gia cố phong ấn, nhưng căn bản không biết ngọc bội kia còn có một loại tác dụng khác, chỉ là tác dụng chỉ có gia chủ hắn biết rõ mà thôi. Chờ đã, Sở Lăng Tiêu đột nhiên trong mắt run lên, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, nếu như hắn thực sự là con Sở Lăng Vi, ngọc bội kia chẳng phải là có khả năng trên người hắn. Vừa nãy bởi vì giận trên đầu, Sở Lăng Tiêu không có nghĩ đến nhiều như vậy, nhưng hiện tại lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên phát hiện bản thân kém chút bỏ lỡ cơ hội trọng yếu nhất. Cũng đúng, thời điểm năm đó bắt lấy Sở Lăng Vi cùng Tiêu Trường Phong mặc dù mang về Sở Linh Nhi. Nhưng Sở Linh Nhi chưa chắc là nữ nhi đôi cẩu nam nữ này, có lẽ Sở Linh Nhi chỉ là một vật thay thế. Sở Lăng Tiêu trong lòng thầm nhủ. Hắn nghĩ như vậy cũng không có sai, nếu như hắn biết rõ Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi là song bào thai Long Phượng, không biết sẽ có cảm tưởng gì chỉ cần có thể được ngọc bội, coi như hủy cổ địa Sở ra thì như thế nào. Sở Lăng Tiêu kích động trong lòng tới cực điểm, bất quá ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Suy nghĩ này chỉ là trong nháy mắt. Đại trưởng lão muốn hắn giao ra phụ thân và gia gia Tiêu Phàm, nhưng hắn mặt ngoài vẫn còn có chút không vui, nhìn Tiêu Phàm nói, đại trưởng lão không biết sự tình cha mẹ ngươi, bất quá ngươi nếu thực sự là huynh đệ Sở Linh Nhi, ta ngược lại là biết rõ cha mẹ ngươi ở nơi nào. À, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một sợi tinh quang, trong lòng thầm mắng nói, không biết hắn lại đang có ý đồ gì. Đám người lại lộ ra vẻ cổ quái. Vừa nãy Sở Lăng Tiêu không quen biết cái gì phụ mẫu Tiêu Phàm, hiện tại tại sao lại đột nhiên biết rõ đây? Sở Lăng Tiêu cũng nhìn ra cảm xúc đám người có chút không thích hợp, lại nói, mẫu thân Sở Linh Nhi chỉ là một hạ nhân Sở gia, năm đó vụng trộm cùng một nam nhân, sinh hài tử, lúc trước đại trưởng lão nhìn đứa nhỏ này có chút đáng thương, liền thu lưu nàng, cũng cho nàng một cái tên. Thì ra là thế. Đám người tựa như sáng tỏ thông suốt. Ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão tràn ngập kính nể. Mà Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi hai người lại khịt mũi coi thường, mẫu thân bọn hắn chỉ là một cái hạ nhân à, Sở Lăng Tiêu thật đúng là nói bậy. Sở gia gia chủ, không biết cha mẹ ta ở đâu.
Tiêu Phàm híp hai mắt nói. Hắn không có cửa phủ định, chỉ cần có thể cứu phụ thân và Gia Gia, hắn cũng không cùng Sở Gia có quan hệ. Sở Lăng Tiêu nhìn thấy đám người không còn nghi vấn, trên mặt hiện lên ý cười, nói, mẫu thân ngươi bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình, về phần phụ thân ngươi, hắn vẫn cho rằng mẫu thân ngươi chết cùng chúng ta có quan hệ, cho nên tìm Sở Gia gây phiền phức, giết Sở Gia không ít người, bản gia chủ đem hắn nhốt vào thiên lao. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng phẫn nộ, một lần lại một lần nói cho bản thân, nhất định phải bình tĩnh. Cũng chỉ có việc liên quan đến thân bằng hảo hữu cùng an nguy phụ mẫu, Tiêu Phàm mới khó khống chế tâm tình mình, đây là khuyết điểm to lớn nhất. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, cho dù hóa thành tu la, hắn cũng là hữu tình tu la, có thể khống chế sát tâm bản thân. Theo Sở Lăng Tiêu nói, Tiêu Phàm có thể cảm giác được ánh mắt đám người nhìn bản thân, phẫn nộ và khinh thường. Nguyên lai chỉ là nhi tử một nô tài Sở Gia, còn dám ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng. Chính là, nếu như không phải gia chủ nhân từ, đoán chừng đã sớm làm thịt hắn, hiện tại hắn chẳng những không cảm kích, ngược lại khắp nơi cùng Sở Gia là địch, thực sự là đáng chết. Cổ tộc Sở Gia không thể lừa gạt, dù hắn là thiên tài như thế nào cũng không được. Người cổ thành Sở Gia đã dục dịch, lửa giận xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, lửa giận hàng vạn mà tính tu sĩ ngưng tụ, cho dù là khí thế cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bất quá Tiêu Phàm vẫn phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, cỗ khí thế kia bị hắn ngăn cản ở ngoài. Biểu đệ, xin lỗi. Lúc này, Sở Vân Bắc cười khổ nhìn Tiêu Phàm, hắn giờ phút này tràn ngập một loại bất lực. Hắn mặc dù biết rõ Sở Lăng Vi là cô hắn, cũng biết rõ Tiêu Linh Nhi là biểu muội hắn, chỉ là bởi vì một mực không có chung đụng cho nên cũng không có quá nhiều tình cảm. Hơn nữa trước kia hắn chỉ là một thiếu gia ăn chơi, vô luận hắn nói cái gì cũng sẽ không được Sở Lăng Tiêu đặt ở trong lòng, dù là hắn muốn thay Sở Lăng Vi nói chuyện cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng trong lòng Sở Vân Bắc, hắn vẫn là tán thành quan hệ máu mủ này. Việc này không liên quan tới ngươi, từ hiện tại bắt đầu, Sở gia ta chỉ nhận một người là ngươi. Thanh âm Tiêu Phàm quanh quẩn trong đầu Sở Vân Bắc. Sau một khắc, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sở Vân Bắc cảm thấy toàn thân buông lỏng, tựa như một loại trói buộc biến mất không thấy gì nữa, hắn biết rõ Tiêu Phàm hủy bỏ khống chế tư tưởng đối với hắn. Ngươi không sợ ta bại lộ thân phận ngươi? Sở Vân Bắc truyền âm cho Tiêu Phàm nói, trong mắt lóe ra tinh quang. Nếu như ngươi muốn bại lộ thân phận ta, vừa nãy cũng không tất yếu đứng ra. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Sở Vân Bắc xem như một chút an ủi duy nhất Sở ra cho hắn. Về phần những người khác, thời điểm Tiêu Phàm nói ra, Sở gia ta chỉ nhận một người ngươi, hắn liền phân rõ giới hạn, coi như không đại khai sát giới, hắn cũng sẽ không theo bọn hắn có bất kỳ quan hệ gì. Huống chi, việc đã đến nước này, Tiêu Phàm cũng không sợ bại lộ thân phận, nếu như khai chiến, hắn nhất định sẽ bại lộ toàn bộ thực lực. Vân Phi, dẫn hắn đi gặp phụ thân. Sở Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía Sở Vân Phi nói. Sở Vân Phi hơi sững sờ. Hắn trong lúc nhất thời còn không biết ý tứ Sở Lăng Tiêu, tâm thần thậm chí còn đắm chìm trong khiếp sợ, Tiêu Phàm là biểu đệ hắn, bất quá vẫn gật gật đầu nói, được. Lập tức lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một cái, hừ lạnh một tiếng liền hướng lấy nơi xa bay đi. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn mặc dù không tin Sở Lăng Tiêu tốt như vậy, nhưng lập tức cũng đi theo. Ta với ngươi đi, Tiêu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, hai người song song mà đứng. Được, bất quá qua một lúc vô luận phát sinh cái gì, người đều phải nghe ta, thay ta ôm nó. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói, hắn biết rõ Tiêu Linh Nhi lưu ở chỗ này khẳng định càng thêm nguy hiểm, còn không bằng đi theo hắn. Sau đó đem Tiểu Kim đưa cho Tiêu Linh Nhi, Tiểu Kim gầm nhẹ mấy tiếng, dường như có chút khó chịu. Chỉ cần có thể cứu phụ thân, ta cái gì đều nghe ngươi. Tiêu Linh Nhi không chút do dự nói ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi rời đi, sắc mặt đám người Lăng Ngạo khẽ hơi trầm xuống một cái, lúc này, thanh âm nhị trưởng lão vang lên lần nữa, việc này xong, tất cả mọi người giải tán. Đám người nào dám phản kháng nhị trưởng lão nói, khí thế cường đại liền làm bọn hắn không thở nổi, đám người nhao nhao rời đi. Lăng Ngạo đám người người cũng chuẩn bị rời đi, bất quá đã có mấy cỗ khí tức cường đại khóa chặt bọn hắn, mười mấy người hoàn toàn không thể động đậy. Ngay cả lời đều nói không ra. Sau nửa ngày, chờ tu sĩ bốn phía rời đi,
cô áp lực kia mới lặng yên biến mất, nhị trưởng lão lại nói ra các ngươi cùng lão hủ đi nhận ban thưởng. Chúng ta hiện tại chỉ muốn rời Sở gia cổ thành, còn mời trưởng lão đáp ứng cho chúng ta. Sắc mặt Lăng Ngạo vô cùng băng lãnh, trong lòng hắn có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cho nên nghĩ cũng không nghĩ, Lăng Ngạo liền trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại không tới phiên các ngươi làm chủ. Sắc mặt nhị trưởng lão trong nháy mắt âm trầm vô cùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.